Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục một cái nội dung tiếp theo trong cái học phần kế toán Mỹ này của chúng ta, là chúng ta tìm hiểu về cái bút toán điều chỉnh cho các cái báo cáo tài chính ha, bút toán điều chỉnh cho các báo cáo tài chính. Như vậy các bạn sẽ nhìn dùm cho cô trong cái mục tiêu của cái chương số 3 này của các bạn á, thì mình sẽ nói về những cái mục tiêu nào và mình có thấy rằng nếu như tôi so sánh với Việt Nam thì nó giống không hay là nó khác. Ví dụ như các bạn thấy là ở cái nội dung thứ nhất của các bạn, cái mục tiêu thứ nhất mình đề ra ở đây là mình sẽ giải thích được cái tầm quan trọng của cái gì đây cả lớp. Periodic reporting có nghĩa là gì đây cả lớp? Kỳ kế toán ha. Và vai trò của cái gì? Accrual accounting, tức là kế toán dùng tích. Đó. Tức là cái đầu tiên, cái mục tiêu đầu tiên là người ta muốn các bạn giải thích được cái tầm quan trọng của kỳ kế toán, mục đích là vì sao mình phải có sử dụng cái kỳ kế toán trong việc lập báo cáo tài chính và vai trò của kế toán dùng tích, đúng không? Rồi, cái thứ hai là các bạn sẽ đi tính, tức là cái mục tiêu thứ hai là người ta tính cho các bạn cái gì? Lợi nhuận gộp. Và người ta sẽ sử dụng nó trong việc gì đây? Phân tích cái kết quả hoạt động của doanh nghiệp mình. Performance C có nghĩa là cái hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình. Như vậy tôi sẽ mô tả cái tỷ số tài chính là lợi nhuận gộp này trong việc sử dụng cái phân tích những cái gọi là cái gì đây cả đó, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Đó là cái mục tiêu thứ hai. Nhưng mà mục tiêu này thì các bạn sẽ thấy là thông thường nó sẽ nằm ở cuối chương. Đó, tức là cuối của cái chương này để mình sử dụng. Và bây giờ các bạn thấy nguyên một cái group các cái đoạn này, ở đây người ta dùng cái chữ là prepare, bốn cái prepare, đúng không? Như vậy ở đây là mình đang đề cập đến các loại bút toán điều chỉnh, đúng không? Deferral of expense hoặc là deferral of revenue hay là accrual, expense hoặc là accrual. Cái gì đây cả lớp? Revenue. Như vậy mình sẽ nói đến những cái loại bút toán điều chỉnh, ví dụ như là điều chỉnh về cái chi phí hoãn lại, doanh thu hoãn lại, chi phí thực tế phát sinh, hay còn gọi là chi phí dùng tích hoặc là doanh thu dùng tích. Đó. Thì như vậy các bạn thấy là ở kế toán của Mỹ nói chung, kế toán quốc tế nói chung và kế toán Việt Nam nói riêng thì các bạn sẽ thấy rằng họ đều phải có sử dụng mấy loại bút toán điều chỉnh, hay bốn loại bút toán điều chỉnh. Đó. Và mình thấy là nhìn vô như thế này mình thấy nó sẽ giống Việt Nam mình, nhưng chẳng qua trong một số các tình huống thì nó sẽ hơi khác một tí ha. Rồi. Sau khi các bạn được học về các cái bút toán điều chỉnh cho từng trường hợp nói trên thì mình sẽ cố gắng là giải thích và lập được một cái gọi là adjusted trial balance, tức là bảng cân đối thử đã điều chỉnh. Chú ý giùm cô ha. Adjusted trial balance, bảng cân đối thử đã điều chỉnh. Và cuối cùng thì từ cái bảng cân đối thử đã điều chỉnh thì người ta sẽ lập cho các bạn các cái gì? Các cái financial statement, tức là các báo cáo tài chính nha. Rồi. Như vậy bây giờ đầu tiên mình sẽ đi đến mục đích thứ nhất. Bây giờ các bạn thử nói thử giùm cô về tầm quan trọng của kỳ kế toán và vai trò của kế toán dùng tích, đúng không? Như vậy kỳ kế toán là gì thì các bạn nào có thể phát biểu thành lời giùm cho cô? Cái này thì quá là quen rồi. Ừ. Kỳ kế toán là gì cả đó? Cái nào định nghĩa cho cô? Khi mà các bạn lập các cái báo cáo tài chính, ví dụ như ở Việt Nam mình cũng vậy, trên cái phần thuyết minh báo cáo tài chính á, thì chắc chắn phần đầu tiên của thuyết minh là các bạn phải làm sao các bạn mô tả được rằng trong kỳ của doanh nghiệp của tôi đã áp dụng những cái chính sách, những cái phương pháp kế toán nào, đúng không? Đó. Và lúc bấy giờ chắc chắn là doanh nghiệp của tôi phải nói rõ được rằng doanh nghiệp của tôi đang thực hiện cái kỳ kế toán theo theo gì? Theo tháng hay theo quý hay là theo năm, đúng không? Hay là theo giữa niên độ 6 tháng một lần, đúng không cả lớp? Như vậy kỳ kế toán thì các bạn thấy rất là rõ rồi, nó chia thành những khoản đời gian bằng nhau, mà tại đó các báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ được gì? Sẽ được lập, đúng không? Khái niệm này giống ở Việt Nam, ở Mỹ luôn, hoàn toàn y chang nhau. Bây giờ các bạn thử nói tiếp giùm cô một cái tiếp theo. Cô đang muốn các bạn giải thích giùm cho cô một cái là accrual basis với một cái là cash basis. Có nghĩa là gì? Nói cô nghe.
Rồi bạn nào nói với mình cho cô accrual basis mình sẽ áp dụng nó như thế nào? Bạn nào phát biểu thành lời giùm cô nghe cái accrual basis. Kế toán trên cơ sở dùng tích và kế toán trên cơ sở tiền mặt. Nó mạnh dạn lên. Bạn nào phát biểu giùm cho cô nhanh, những cái nào mà nó quen quá, nó dễ quá thì có thể mình sẽ đi đi nhanh hơn ha. Đó rồi, một bạn nói thử giùm cô kế toán trên cơ sở dùng tích là sao và kế toán trên cơ sở tiền mặt là sao cả lớp. Em nói được không cô? Rồi bạn phát biểu, cô đang chờ cả lớp mình phát biểu mà. Nếu như lớp mình không phát biểu thì sao cô đi qua được? Ừ. Rồi ok. Các bạn phát biểu cô nghe đi. Dạ thưa cô, là cái accrual basic là cái doanh thu và chi phí được ghi nhận khi nó thực tế phát sinh. Còn khác basic là khi là doanh thu được doanh thu và chi phí ghi nhận khi khi mình nhận được cái tiền mặt đó cô. Tức là nó khác nhau một cái là nó sẽ căn cứ vào cái thời điểm thực tế phát sinh, đúng không? Còn một cái là nó sẽ căn cứ vào khi nào mà mình nhận được tiền thì nó mới là revenue. Mà khi nào mà mình chi tiền ra thì nó là cái expense. Ok? Đó. Thì ở đây các bạn phải nhớ được cho cô là bản thân hai cái chữ này nó khác nhau. Accrual basis với lại cái cash basis. Có nghĩa là một cái nó sẽ căn cứ vào thời điểm thực tế phát sinh của nghiệp vụ đó, chứ người ta không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hay chi tiền. Còn đối với cái cash basis của các bạn thì người ta lại nói rằng là gì? Revenue chỉ được ghi nhận khi cash các bạn thu được, tức là cash receive. Còn cái chi phí các bạn sẽ ghi nhận khi tiền các bạn làm gì đây? Thực hiện chi ra. Chỉ khi nào tiền chi thì nó là chi phí, tiền thu được thì nó là doanh thu. Như vậy nó sẽ hoàn toàn khác với accrual basis. Và các bạn sẽ thấy rằng do vậy, theo những nguyên tắc kế toán chung được thừa nhận theo GAAP thì người ta không cho phép doanh nghiệp mình sử dụng cái kế toán trên cơ sở cash, đúng không? Rồi, mà người ta chỉ yêu cầu phải thực hiện trên cái chữ gọi là gì? Accrual basis. Đó. Bây giờ mình sẽ có một cái tình huống ví dụ như sau. Ví dụ như bây giờ các bạn có nè, vào ngày 1 tháng 12 năm 2019, đúng không? Công ty Fast Forward này họ chi ra bao nhiêu? 2.400 đô cash cho bao nhiêu tháng bảo hiểm, cho một cái chính sách bảo hiểm trị giá 24 tháng, đúng không? 24 months, đúng không? Rồi bây giờ họ nói rằng nếu như tôi đang sử dụng kế toán trên cơ sở tiền mặt thì như vậy có nghĩa là vào thời điểm tháng 12 năm 2019 thì doanh nghiệp của tôi sẽ ghi nhận luôn. Bởi vì thời điểm đó là tôi chi tiền ra tôi mua bảo hiểm, thì theo kế toán trên cơ sở tiền mặt thì cái 2.400 này tôi sẽ ghi nó là cái gì của doanh nghiệp tôi? Là cái chi phí insurance của mình trong năm 2019. Đó. Và các bạn thấy nè, mặc dù cái bảo hiểm này tôi mua cho 2 năm, nhưng vấn đề tại thời điểm này tôi đã chi tiền và sử dụng kế toán trên cơ sở tiền mặt thì có nghĩa rằng tôi sẽ đưa hết vào trong chi phí của năm 2019. Những năm 2020, 2021 tôi không ghi nhận chi phí nữa. Đó, đó là một cái điểm đầu tiên người ta muốn thể hiện cho các bạn thấy. Như vậy điều này các bạn thấy là nó không phù hợp, đúng không? Bởi vì tự nhiên năm 2019, tháng 12 2019 tôi phải ghi gánh hết toàn bộ chi phí cho 23 tháng còn lại rơi vào
các năm 2020-2021. Đúng chưa? Do vậy, theo GAAP, người ta không cho phép các bạn áp dụng cái cash basis. Đúng không? Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn theo cái accrual basis thì sao? Accrual basis thì họ nói rằng mọi cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì nó phải được ghi nhận tại thời điểm thực tế phát sinh của nó. Như vậy lúc bây giờ các bạn sẽ thấy rằng người ta đang hỏi ở năm 2019 sau khi mà tôi đã chi tiền ra tại thời điểm chi, tôi đi mua một cái chính sách bảo hiểm trị giá là 2.400 đô cho 24 tháng. Đó. Thì lúc bấy giờ theo kế toán trên cơ sở dùng tích thì không thể nào tôi đưa hết toàn bộ 2.400 đô chi phí bảo hiểm này vào hết cho năm 2019, mà có nghĩa rằng tôi phải rải đều tháng nào có phát sinh tôi đưa vào tháng đó. Đúng chưa? Do vậy các bạn sẽ thấy rằng trên cơ sở dùng tích thì ở năm 2019 thì mình sẽ chỉ có 100 đô cho năm này thôi. Rồi năm 2020 các bạn sẽ thấy mình sẽ có bao nhiêu tháng? 12 tháng thì là 1.200 cho năm 2020. Và mình sẽ có 11 tháng của năm 2021 thì các bạn sẽ ghi vào. Đó. Như vậy các bạn sẽ thấy là điều này nó sẽ giúp cho cái chi phí nó sẽ phù hợp hơn với cái kỳ mà nó tạo ra được cái lợi ích. Đó. Mang lại. Như vậy bảo hiểm này nó kéo dài 24 tháng. Như vậy lợi ích của nó kéo dài cũng trong 24 tháng. Như vậy chi phí của tôi phải ghi nhận tương ứng với cái kỳ mà nó được tạo ra cái lợi ích. Ha. Đó. Đó là cái ví dụ minh họa cho các bạn dễ thấy nhất nha. Rồi. Bây giờ để các bạn dễ hình dung, cô muốn các bạn nghiên cứu lại dùm cho cô hai cái nguyên tắc mà nó sẽ ảnh hưởng đến việc tại sao các bạn lại sử dụng cái bút toán điều chỉnh ở đây. Cái nguyên tắc thứ nhất ở đây là mình nói đến nguyên tắc về ghi nhận doanh thu, đúng không? Đó. Thì bây giờ người ta hỏi rằng doanh thu của một doanh nghiệp mình sẽ được ghi nhận như thế nào cả lớp? Và ở đây các bạn thấy là ông này ông đang nhìn một vào một cái chiếc xe tải, ông cầm tờ giấy, ông mới nói rằng là gì? Chúng tôi đã phân phối sản phẩm đến cho khách hàng và tôi nghĩ rằng chúng ta có thể ghi nhận được cái gì? Doanh thu kiếm được. Như vậy, bạn nào nói thử giùm cô nghe. Mình muốn ghi nhận nó là cái revenue của doanh nghiệp mình thì mình sẽ phải thỏa mãn mấy điều kiện nó. Cô nghe. Các bạn sẽ có mấy điều kiện thỏa mãn. Bạn nào nhắc lại cô nhớ. Bạn nào nhắc nhìn cô, mình có mấy điều kiện? Bao nhiêu? Dạ, hai. Rồi, điều kiện thứ nhất là gì? Nói cô nghe. Tức là mình hoàn thành cái việc giao hàng. Tức là cái thỏa thuận mình cung cấp dịch vụ hoặc là sản phẩm gì đó. Tức là mình phải hoàn thành cái việc đó. Thứ rồi. Hai là hai bên thỏa thuận được cái hình thức thanh toán là nợ hoặc là trả ngay. À đúng rồi. Như vậy cái điều kiện đầu tiên có nghĩa là mình đưa được hàng hóa sản phẩm đến cho khách hàng. Thì ở đây giống như là cái hình thức mình gọi là gì? Mình chuyển giao xong được cái quyền sở hữu hàng hóa từ mình sang ông, sang khách hàng, đúng không? Và điều kiện thứ hai thì các bạn sẽ thấy rằng lúc bấy giờ là nó sẽ phải có được một cái điều khoản mà hai bên gọi là gì đây? Chấp nhận thanh toán, tức là khách hàng chấp nhận thanh toán cho mình, có thể là trả tiền sau hoặc có thể là gì thế này cả lớp, mình thu được tiền ngay, đúng chưa? Thì như vậy các bạn thấy là hiện nay á, khi mà các bạn học trong kế toán của Mỹ á, thì mình không có nhắc nhiều đến gọi là cái chuẩn mực kế toán quốc tế trong này, nhưng mà ví dụ như các bạn sẽ để ý sau này khi mà các bạn ra trường á, các bạn đi làm thì ở đây cô nói rộng hơn ra. Thì các bạn sẽ nói là khi mà mình sử dụng cái nguyên tắc mà ghi nhận doanh thu á, thì trong cái IAS á, IFRS của các bạn á, thì nó sẽ có một cái gọi là cái IFRS số 15, tức là nó liên quan về cái doanh thu đến cái gọi là hợp đồng của khách hàng đó. Thì ví dụ như các bạn nên tìm hiểu thêm, có nghĩa là ở đây khi mà mình học ở trong
kế toán Mỹ, kế toán Việt Nam thì mình đang học gọi là cái sườn cơ bản về cái nguyên tắc này. Nhưng mà để khi mà các bạn ra thực tế các bạn làm á, thì các bạn nên tìm hiểu thêm cái IFRS số 15 về cái doanh thu ghi nhận trong trường hợp là hợp đồng khách hàng như thế nào. Bởi vì các bạn biết rằng một điều là hiện nay kế toán của Mỹ này họ cũng đã sử dụng theo IFRS rồi đó, nhưng các bạn đang học ở đây là họ đang hướng dẫn cho các bạn thực hiện theo IFRS nhưng họ không nêu cái chuẩn mực ra đó. Còn ở cái IFRS thì các bạn sẽ thấy toàn bộ của nó là lý thuyết, và từ cái lý thuyết đó thì các bạn vận dụng nó như thế nào đó. Thì chắc chắn hai cái điều khoản các bạn nói mới nãy về ghi nhận doanh thu thì nó chỉ mới là một phần trong cái chuẩn mực kế toán quốc tế họ quy định ha. Do vậy mình nếu có thời gian thì mình nên tìm đọc thêm cho cô phần này. Rồi bây giờ các bạn hãy là người ta phát biểu trong cái vế của nguyên tắc, người ta nói rằng là gì? Nguyên tắc ghi nhận doanh thu yêu cầu rằng doanh thu sẽ được ghi nhận khi nào đây cả lớp, hàng hóa goods or service đúng không đã được cung cấp provide đó, tức là đã được cung cấp cho ai, cho khách hàng, và nó sẽ có một cái số tiền mong đợi sẽ nhận được từ khách hàng. Như vậy bản thân cái amount expected này của mình á thì nó sẽ đồng nghĩa với cái vấn đề là khách hàng chấp nhận thanh toán đối với doanh nghiệp mình ha. Rồi đó là nguyên tắc cùng muốn các bạn nhớ. Cái nguyên tắc thứ hai mà nó cũng sẽ chi phối đến cái việc các bạn thực hiện bút toán điều chỉnh, đó là nguyên tắc về phù hợp đúng không. Thì ở nguyên tắc phù hợp các bạn thấy rằng là gì, chúng ta phải làm sao nhận diện được rằng chi phí, và đồng thời sẽ là có những khoản chi phí mà nó phát sinh để nó tạo ra được những cái revenue của doanh nghiệp trong kỳ đó. Do vậy các bạn thấy là trong cái nguyên tắc phù hợp này họ nói rằng là gì, cả lớp, nguyên tắc ghi nhận chi phí hay còn gọi là margin principle, tức là nguyên tắc phù hợp, thì yêu cầu tất cả những chi phí thì sẽ phải được ghi nhận cùng kỳ với lại cái kỳ gì đây, ghi nhận doanh thu ha. Rồi và cái nguyên tắc phù hợp này thì nó sẽ cho thấy được những cái lợi ích của doanh thu là một phần trong cái bút toán gì đây cả đó, điều chỉnh đó, trong quá trình xử lý bút toán điều chỉnh. Rồi như vậy cái này mình chỉ gọi là mình nhắc các bạn nhớ lại những cái nguyên tắc này, chứ còn về mặt bản chất cô đã giải thích trong cái chương số 1 lúc mình có học rồi ha. Rồi bây giờ các bạn sẽ coi cái gọi là gì, cái lý thuyết về điều chỉnh, cái framework hay còn gọi là khuôn mẫu về cái bút toán điều chỉnh. Thì hiện nay các bạn thấy rằng mình sẽ có 4 loại bút toán điều chỉnh ha, 4 type of adjustment, tức là 4 loại bút toán điều chỉnh để thực hiện điều chỉnh cho một hoặc là nhiều kỳ kế toán. Rồi bây giờ bạn nào nói thử giùm cô, bút toán điều chỉnh thứ nhất là về gì, điều chỉnh thứ hai là về gì, điều chỉnh thứ ba là về gì. Ví dụ như mình đã đọc bài rồi đó, đây là 4 loại bút toán điều chỉnh. Bạn nào phát biểu cô nghe nhỉ, bạn nào phát biểu cô nghe. Bút toán điều chỉnh loại 1 là gì, đoán thử gì dùng cô. Deferral of expense là gì đây cả lớp? Chi phí hoãn lại hay còn gọi là gì đây? Hoãn lại là nó đã phát sinh chưa cả lớp? Bạn nào nói thử với cô. Như vậy cái bút toán điều chỉnh thứ nhất của các bạn sẽ thấy nó sẽ liên quan về chi phí hoãn lại hay còn gọi là chi phí trả trước ha, chi phí trả trước, prepay expense ha. Rồi cái thứ hai các bạn thấy nó ghi là deferral of revenue, có nghĩa là doanh thu hoãn lại. Doanh thu hoãn lại ở đây nó tương tự, đó chính là gì, unearned revenue ha, unearned revenue. Cái thứ ba nó là accrued expense, và cái thứ tư là accrued revenue, tức là chi phí dùng tích và doanh thu dùng tích. Tí nữa mình sẽ coi lại các cái khái niệm của nó như thế nào. Rồi vậy thì ở đây cái bút toán điều chỉnh, các bạn thấy là cái nguyên tắc điều chỉnh của nó dành cho những loại này như thế nào. Thì người ta chỉ nêu ra trước tiên là cái đặc điểm,
Ví dụ như ở cái bút toán điều chỉnh loại 1, loại 2 ha. Cái này thì nó sẽ dẫn tới loại 1, loại 2. Là có nghĩa là nó sẽ liên quan đến những cái khoản tiền của các bạn trả hoặc là nhận trước khi, các bạn thấy người ta dùng cái chữ before, trước khi chi phí và doanh thu được ghi nhận. Có nghĩa là tôi đã chi tiền trả trước hoặc là tôi đã nhận tiền trước từ khách hàng cho một cái dịch vụ mà tôi sẽ phải cung cấp trong tương lai hoặc tôi sẽ nhận được trong tương lai. Như vậy lúc này nó sẽ là gì? Tiền các bạn trả hoặc nhận trước khi chi phí và doanh thu được ghi nhận ha. Rồi cái thứ hai nữa, các bạn sẽ thấy là loại 3, loại 4 thì nó sẽ liên quan đến cái việc điều chỉnh cho những cái khoản tiền mà các bạn trả hoặc là nhận sau khi chi phí và doanh thu đã được ghi nhận. Có nghĩa là chi phí doanh thu của mình đã thực tế phát sinh nhưng doanh nghiệp của mình chưa ghi nhận, đồng thời như thế nào đây? Chưa thu được tiền. Đó, như vậy các bạn thấy là ở kế toán Mỹ người ta cũng có 4 loại bút toán điều chỉnh cơ bản, thì ở Việt Nam mình cũng có 4 loại bút toán điều chỉnh cơ bản. Rồi đó, như vậy các bạn thấy là rất là rõ rồi đúng không? Thì ở đây các bạn nhớ là cái chữ deferred of expense thì nó sẽ đồng nghĩa với là cái prepaid expense, tức là chi phí trả trước ha. Deferred revenue thì nó sẽ tương ứng với là unearned revenue. Ok, đó, các bạn thấy rõ dùm câu nha. Rồi bây giờ mình sẽ nói đến từng loại bút toán điều chỉnh. Rồi bây giờ câu hỏi các bạn, bạn nào nói thử dùm cô những cái này ở Việt Nam mình nó tương ứng với tài khoản nào, nói cô nghe. Đầu tiên người ta đưa ra cho các bạn cái khái niệm về chi phí trả trước hay còn gọi là chi phí hoãn lại đúng không? Prepaid expense hoặc là deferred expense đúng không? Rồi, như vậy người ta định nghĩa cho các bạn chi phí trả trước là gì? Cô, chi phí trả trước là một là tài sản mà mình trả cho một cái hoạt động gì đó mà trong tương lai của mình sẽ nhận được cái lợi ích từ đó. Ví dụ như những khoản gì, ví dụ những cái tên này thì mình dịch ra nó dễ không? Trả trước cho bảo hiểm, trả trước cho thuê nhà và cho bên cung cấp. Rồi ok, cảm ơn em. Ở đây các bạn thấy là prepaid expense này của mình, tức là chi phí trả trước đúng không? Thì người ta định nghĩa cái khoản mục mà prepaid expense này nó là một khoản mục về tài sản đúng không? Mà các bạn đã trả trước, các bạn đã trả trước, các bạn thấy là trong chương này bắt đầu mình sẽ chú ý giùm cô những cái cụm từ gọi là in advance, có nghĩa là mình đã trả trước cho một cái lợi ích mà các bạn sẽ nhận được trong tương lai đúng không? Đó. Và ở đây người ta đưa ra những cái ví dụ mà các bạn sẽ gặp đối với cái trường hợp về chi phí trả trước. Ví dụ như là về gì? Bảo hiểm trả trước đúng không? Prepaid insurance, bảo hiểm trả trước. Prepaid rent là tiền thuê trả trước. Còn cái supply ở đây á, là các bạn không có dịch là nhà cung cấp, mà hôm bữa cô dịch nó là liên quan đến cái gì? Công cụ dụng cụ. Cả lớp nhớ không? Vậy thì bây giờ mình nhớ lại giống như là hồi mình học ở nguyên lý kế toán của Việt Nam á, các bạn cũng học những cái trường hợp này đúng không? Ví dụ như các bạn trả trước tiền cho thuê, các bạn trả trước tiền để mua một cái hợp đồng bảo hiểm. Rồi đối với công cụ dụng cụ thì ở Việt Nam mình chắc chắn nó sẽ phức tạp hơn so với ở nước ngoài. Các bạn sẽ nói là ở Việt Nam mình là có liên quan đến những trường hợp nhỏ của công cụ dụng cụ. Ví dụ như gì? À, tôi xuất công cụ từ kho ra sử dụng, xuất một lần ghi như thế nào, xuất nhiều lần ghi như thế nào, đúng không? Xuất nhiều lần mình mới treo trên cái gì? 242 là chi phí trả trước, rồi từng kỳ phân bổ vào, đúng không? Rồi, hoặc là tôi mua ngoài công cụ dụng cụ về tôi sử dụng hay giá trị phân bổ một lần, giá trị phân bổ nhiều lần, đúng không? Ở Việt Nam thì họ chia nhỏ ra nhiều trường hợp cho supply, nhưng ở kế toán Mỹ họ làm rất đơn giản, chỉ một trường hợp thôi. Như vậy bây giờ cô sẽ đưa ra cho các bạn một số các cái ví dụ. Những ví dụ này thì cô trích
từ trong cái sách giáo trình của các bạn để minh họa ngày hôm nay mình giải thích cho nó dễ hiểu hơn ha. Rồi bây giờ ví dụ như các bạn sẽ nhìn giùm cô một cái tình huống đầu tiên. Đây, tình huống này là nó sẽ bắt nguồn từ cái chỗ này, chỗ mà cô đánh dấu đỏ. Có nghĩa rằng đây là một cái ví dụ về cái trường hợp gọi là prepaid insurance, đúng không? Thì đầu tiên người ta cho các bạn tình huống là gì? Công ty Fast Forward này họ chi ra bao nhiêu? 2.400 đô cho một cái chính sách bảo hiểm bao nhiêu tháng? 24 tháng bắt đầu từ ngày nào? Ngày 1 tháng 12 2019, đúng không? Đúng chưa? Và người ta gợi ý cho các bạn rằng là gì? Công ty Fast Forward này họ sẽ record this, có nghĩa là họ sẽ ghi nhận một cái khoản gọi là expenditure, có nghĩa là một cái khoản chi tiêu như là một cái khoản gì đấy, prepaid insurance vào ngày 1 tháng 12. Có nghĩa là tôi sẽ ghi nhận cái khoản tiền mà tôi chi ra nó chính là cái bảo hiểm trả trước, đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ bạn nào thử đọc thử giùm cô cái bút toán định khoản cho cái trường hợp này thử. Bây giờ tôi đã chi tiền ra, tôi mua một cái chính sách bảo hiểm 24 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 thì bút toán của tôi ghi là gì? Nói cô nghe. Bạn nào thử đọc giùm cô bút toán debit gì, credit gì? Debit prepay và credit cash. À đúng rồi. Chính xác. Như vậy mình phải hiểu là ở ngày 1 tháng 12, đúng không? Ở ngày 1 tháng 12 thì chắc chắn các bạn sẽ viết cái bút toán là debit prepay insurance, đúng không? Tức là mình ghi tăng một cái khoản chi phí trả trước. Đồng thời mình sẽ ghi giảm cái gì? Credit cash của doanh nghiệp mình xuống bao nhiêu đô? 2.400 đô. Do vậy các bạn sẽ thấy ở cái bút toán đầu tiên này, ví dụ như họ chỉ mượn cho các bạn cái tài khoản chữ T là prepay insurance, thì người ta nói rằng ở cái ngày bắt đầu ngày 1 tháng 12, ở đây là người ta ghi là tháng trước ngày sau á, ngày 1 tháng 12 thì tôi sẽ treo toàn bộ cái chính sách của bảo hiểm này vào bên debit của tài khoản prepaid insurance là 2.400 đô. Được chưa cả lớp? Rồi. Bây giờ sau đó các bạn mới thấy là ở cái bước thứ hai. Ở bước thứ hai thì người ta sẽ coi rằng là cái số dư ở trong cái tài khoản prepaid insurance thì nó should equal, có nghĩa là gì? Nên bằng là 2.300. Có nghĩa là sao? Rồi sau đó người ta có nói một dòng nữa là gì? Vào ngày 31 tháng 12 thì mình sẽ có 1 month, tức là mấy tháng đây cả đó, 1 tháng, cái giá trị của bảo hiểm cost of insurance has expired, có nghĩa là nó như thế nào đây cả đó? Nói cô nghe. 1 tháng của chính sách bảo hiểm này nó như bị gì đây? Expire có nghĩa là gì? Cả lớp. Expire đây có nghĩa là gì? Nói cô nghe. Expire này nghĩa là gì? Hết hạn. À đúng rồi. Rồi, bây giờ bạn thử bạn giải thích giùm cô cái chỗ này tí. Tại sao họ lại nói như thế? Bây giờ họ không đi thẳng vào bút toán điều chỉnh, mà ở đây là các bạn đang hình dung là họ đang đi muốn phân tích cái đề trước ạ. Sau này thì dĩ nhiên là các bạn sẽ không phải trình bày là step 1, 2, 3. Ok, mình không trình bày như thế. Mà mình sẽ đi thẳng vô làm cho cô bút toán điều chỉnh luôn. Người ta hỏi ở nghiệp vụ ngày nào thì mình sẽ ghi nhận ở nghiệp vụ ngày đó. Nhưng ở đây là người ta muốn cho các bạn hiểu được cái bản chất vì sao tôi phải cần điều chỉnh. Đúng không? Đúng không? Rồi, bây giờ mình sẽ giải thích giùm nhà cô cái vế thứ hai trước. Rồi sau đó mình quay lại mình nói cái vế đầu tiên trong cái bước thứ hai. Vậy thì bây giờ các bạn nói thử là ở ngày 31 tháng 12 tại sao người ta phát biểu rằng có một tháng, cái giá trị bảo hiểm một tháng này nó has expired, tức là nó bị hết hạn, có nghĩa là sao? Bạn nào giải thích cô nghe. Bạn nào giải thích cô nghe chỗ này. Nên là kiểu mình để nó có hiệu lực trong 12 tháng thì hết một tháng thì nó hết một phần. Tức là mình sẽ căn cứ từ ngày nào đến ngày nào. Mình nói đều điều chỉnh là mình phải nói cái ngày bắt đầu và cái ngày kết thúc kỳ báo cáo của mình nha. Rồi, tại sao ở đây mình nói là 1 month? Ngày bắt đầu là ngày 1 tháng 12. Rồi, và cái ngày mà mình đang lập báo cáo là ngày bao nhiêu?
ngày 31 tháng 12. À, như vậy có nghĩa rằng cái bảo hiểm này của mình đã hết hạn được mấy tháng? Một Một tháng ạ. tháng. Đúng rồi, chính xác. Có nghĩa là khi các bạn giải thích cho cô, các bạn phải giải thích là à, cái chính sách bảo hiểm này doanh nghiệp của mình đã mua là ở ngày mấy đây? Ngày 1 tháng 12 2019, đúng không? Như vậy bây giờ khi mà mình đến cuối kỳ kế toán là ngày 31 tháng 12 2019 thì lúc bấy giờ doanh nghiệp của tôi sẽ có một tháng bảo hiểm hết hạn, đúng chưa? Vậy thì một tháng bảo hiểm hết hạn này tôi sẽ đưa vào đâu của doanh nghiệp mình? Trả lời luôn giùm cho cô. Và chi Một phí. à đúng rồi, chi phí. Vậy thì khi mà mình đưa cái bảo hiểm này hết hạn vào chi phí thì lúc bấy giờ cái gì của mình sẽ giảm, cái gì của mình sẽ tăng? Nó thể hiện không? Prepay nó sẽ giảm và expense nó sẽ tăng. À đúng rồi. Và lúc bấy giờ sau khi mà mình làm cái một cái giảm một cái tăng trong một tháng, đúng không? Như vậy chắc chắn là các bạn sẽ có một cái điều chỉnh làm cho cái prepay insurance này một tháng nó giảm xuống và cái insurance expense này một tháng nó sẽ tăng lên. Như vậy các bạn thấy rằng có phải lúc này cái balance trên cái tài khoản prepay insurance của mình chắc chắn nó sẽ bằng bao nhiêu cả lớp? Sẽ bằng bao nhiêu? 2.300. 2.300, đúng không? Có nghĩa là ở đây người ta sẽ đi tìm hiểu và chẳng qua là người ta nói theo một cái cách khác. Còn quan trọng là mình phải hiểu nó như thế nào. Đó. Như vậy các bạn sẽ thấy là à lúc bấy giờ các bạn sẽ có một cái điều chỉnh cái phần chi phí bảo hiểm hết hạn, các bạn đưa vào chi phí và làm cho cái prepay insurance này của mình sẽ giảm xuống 100 đô. Đó. Như vậy các bạn thấy rất là rõ ha. Đó. Prepay insurance e credit score 100 đô to repeal balance, tức là nó làm giảm cái số dư xuống. Rồi. Và sau cùng các bạn hãy chắc chắn một điều rằng à cái gì ở đây của mình? Cả lớp. Cái số dư trên cái tài khoản mà prepay insurance này của mình sẽ chỉ còn bao nhiêu? 2.300 ha. Và các bạn sẽ lưu ý giùm cho cô này, cái con số 2.300 ở đây, đây chính là cái số tiền mà nó sẽ thể hiện trên cái gì? Cái balance sheet của doanh nghiệp mình ở khoản mục prepay insurance, và mình sẽ nói rằng đây chính là cái khoản mục gọi là gì? Remaining, tức là nó còn lại, tại vì mình còn 23 tháng mình chưa phân bổ cái bảo hiểm này, do vậy nó sẽ còn số dư ha. Rồi còn cái con số mà 100 này thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái income statement của mình, và mình phải nhớ là những cái gì mình đưa vào chi phí có nghĩa là đối với bảo hiểm thì mình sẽ dùng cái cụm từ đó là hết hạn, chú ý giùm cô. Và cái từ khóa ở đây các bạn phải chú ý là mình sẽ chú ký cái chữ là expire or unexpired, chú ý giùm cô cái này nha. Trong bài tập tình huống của các bạn, người ta sẽ xoay quanh những cái cụm từ này rất là nhiều nha. Rồi, ok. Như vậy, lúc bây giờ các bạn thấy là cuối cùng, sau khi ba bước người ta phân tích là cái mà người ta đang cần ở đây cho các bạn chính là các bạn làm cho cô được cái bút toán gì đây? Đây. Debit insurance expense và credit cho cái gì? Prepay insurance 100 đô. Như vậy, cái này là cái sau này các bạn sẽ phải ghi vào trong cái journal entry cho cô, tức là cái sổ nhật ký về cái bút toán điều chỉnh. Nhớ giùm cô ha. Trong cái cuốn sách giáo trình của cô đưa cho các bạn á, nó có đầy đủ về các cái ví dụ này, thì ở đây cô sẽ chủ yếu là cô đi cái gọi là gì? Phân tích tình huống cho các bạn nha. Rồi các bạn nhớ được chỗ này dễ hiểu không? Ví dụ như đúng là khi mà người ta giải thích cho các bạn một cái vấn đề á, thì người ta sẽ viết nó dài hơn. Tức là người ta đi theo một cái quy trình, người ta muốn sinh viên là hãy tập làm quen với cái cách phân tích. Nhưng mà khi mà mình đã biết cách phân tích rồi, mình đã hiểu được cái nội dung bản chất của vấn đề, thì có thể các bạn sẽ đi thẳng vô làm được cái bút toán điều chỉnh đầu tiên để ghi nhận cho cái chi phí
của chi phí bảo hiểm tháng đầu tiên mà nó như thế nào đây? Expire, tức là nó bị hết hạn ha. Rồi. Bây giờ cô sẽ qua một cái ví dụ thứ hai mà cô muốn minh họa ở đây cho các bạn, đó là về cái supply. Rồi. Bây giờ một bạn thử đọc giùm cô tình huống này và dịch thử giùm cô tình huống này như thế nào. Một bạn dịch thử giùm cô tình huống này. Fast forward đã mua 9.720 công cụ vào tháng 12 và một trong số đó đã được sử dụng trong suốt tháng 12. Ừ. Rồi, sau đó người ta nói như thế nào nữa? Kiểu như là dịch thử thử cô dùng cô thử ví dụ như ở đây họ nói là a physical count, so có nghĩa là gì? Kiểm đếm vật lý, có nghĩa là nó gọi là kiểm kê thực tế. Ở đây mình có thể dịch thoáng ra nó là kiểm kê thực tế tại kho. Thì người ta cho thấy cái gì? Người ta cho thấy cái gì? Mình đọc vô những cái keyword của nó thì mình sẽ đoán được cái tình huống này họ đang nói. Số hàng hóa còn chưa dùng. À, cái chữ unused, nhưng mà cái supply mới nãy cô nói là mình nó là công cụ dụng cụ ha. À, công cụ dụng cụ. À thì là bao nhiêu nó cô nghe? 8.670. Ừ. Vậy thì lúc này các bạn sẽ suy nghĩ ngay một cái vấn đề là gì? Bây giờ đầu tiên á, họ nói là fast forward này họ purchase đúng không? Họ mua bao nhiêu? 9.720 đô. Cái gì đây? Supply trong tháng mấy? Trong tháng 12, đúng không? Và sau đó họ có nói rằng có một vài trong số chúng đã được sử dụng, đã were used, đúng không? Tức là đã được sử dụng trong tháng 12. Rồi, bây giờ người ta mới nói rằng à, bây giờ đến cuối kỳ kế toán á thì tôi kiểm kê thực tế ha, tôi kiểm kê thực tế và tôi thấy rằng có một số công cụ dụng cụ chưa sử dụng. Ở đây các bạn thấy cái chữ unused. Unused supply equal có nghĩa là nó bằng 8.670. Vậy thì giữa hai con số này nó giúp các bạn liên hệ đến cái gì? Suy nghĩ ngay thử. Cái họ đang cần là gì? Cái họ đang cần các bạn quan tâm là gì? Bây giờ đầu tiên tôi mua ra là 9.720, rồi sau đó tôi nói là tôi có sử dụng một ít, đúng không? Rồi sau đó họ kiểm đếm thì phát hiện trong kho tôi chỉ còn cả 8.670. Như vậy có nghĩa là sao? Dạ, cái số mình đã sử dụng rồi với cô. À, có nghĩa là bây giờ họ muốn các bạn đi tìm cái số mà đã used, đúng không? Đúng không? Mà khi mà mình sử dụng cái supply này thì nó sẽ là cái gì của doanh nghiệp mình? Chi phí. À, đúng rồi. Hiểu chưa? Như vậy ở đây các bạn sẽ thấy là nó hơi khác với Việt Nam mình ở chỗ. Có nghĩa là lúc bây giờ họ đang dùng dưới cái hình thức gọi là kiểm kê định kỳ. Có nghĩa là tôi sẽ theo dõi những cái hàng mua trong kỳ. Ha, hàng mua trong kỳ. Và sau đó đến cuối kỳ thì họ đi kiểm kê số lượng thực tế. Và sau đó họ đang làm một bài toán ngược là đi tìm cái số mà đã sử dụng trong kỳ của doanh nghiệp. Vậy thì những cái con số nào mà sử dụng thì những con số đó, đó chính là cái gì? Cái expand của doanh nghiệp trong kỳ. Cả lớp lưu ý được giùm cô ở chỗ này không? Được chưa? Do vậy các bạn sẽ thấy là chắc chắn nó có sự mâu thuẫn. Trên lệch một cái là tôi đang có 9.720, cuối kỳ tôi còn 8.670. Trên lệch giữa hai cái nó, đó chính là cái gì? Tôi đã sử dụng, đúng không? Đó. Như các bạn thấy là đầu tiên khi mà các bạn mua cái hàng hóa này trong tháng 12 thì mình sẽ ghi ở bên debit của supply, đúng chưa? Rồi, sau đó các bạn sẽ thấy rằng à, như vậy tôi thấy khi mà tôi đi kiểm kê ở đây là tôi thấy nè, trong kỳ tôi mua nhiêu đây, tôi đã còn lại remain, còn lại là 8.670. Như vậy có nghĩa rằng tôi đã như thế nào đây cả lớp? Đã sử dụng mất 1.050. Và 1.050 này, đây chính là cái bút toán tôi điều chỉnh giảm cho cái supply ha, để làm sao tôi phát hiện được nó là con số dư cuối kỳ là nhiêu đây. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Như vậy người ta mới nói rằng là gì? Cái bút toán
điều chỉnh mà khi các bạn ghi giảm cho cái tài khoản supply này là 1050, hoặc là cái sự chênh lệch giữa cái số dư đầu kỳ, cái beginning balance với lại cái physical count, tức là cái số kiểm đếm cuối kỳ, thì nó chính là cái phần gọi là gì đây, expense của doanh nghiệp mình đó. Các bạn thấy rất rõ chưa đó. Như vậy những cái gì mà mình nhớ rằng you sử dụng trong kỳ thì nó là chi phí, còn không sử dụng thì nó sẽ là balance của doanh nghiệp mình, tức là số dư của cái tài khoản động của doanh nghiệp nha. Đó, như vậy các bạn sẽ thấy rằng khi mà nó thể hiện trên bảng cân đối kế toán, cái balance sheet của mình, thì nó sẽ thể hiện cái số dư cuối kỳ này, nhưng lên cái income statement thì nó sẽ là cái phần chi phí đây. Đó. Ok ha. Rồi, và lúc bây giờ các bạn sẽ thấy rằng cái bút toán điều chỉnh ở đây người ta sẽ ghi là gì? Tôi sẽ ghi debit supply expense và ghi credit supply. Đó. Và các bạn thấy cái câu mà người ta diễn giải là to record supply you. Như vậy ở đây với cái tình huống này thì các bạn có thể ghi nốt lại trong vở là mình ghi là ví dụ như trường hợp công cụ dụng cụ. Đầu tiên là mình mua nhiêu đây, mình kiểm đếm cuối kỳ nhiêu đây. Vậy thì câu hỏi của người ta là cái you supply sử dụng trong kỳ là bao nhiêu, thì cái đó chính là bút toán điều chỉnh cho cái supply của các bạn ha. Rồi ok, các bạn nào chưa hiểu được hai cái ví dụ vừa rồi của cô cho cái loại thứ nhất không, các bạn thấy cách điều chỉnh mà của cái supply này khác Việt Nam không? Cả lớp khác không? Dễ hơn hay khó hơn Việt Nam? Nó cứ nghe dễ hơn không? Dễ hơn đúng không? Họ làm rất là đơn giản, họ cho các bạn những cái tình huống giống như ngay cả cái bảo hiểm cũng vậy đúng không? Ví dụ như là prepaid insurance á, thì mình chỉ cần để ý những cái tình huống là họ đang cho các bạn là cái bảo hiểm đó nó expire hay là unexpire thì các bạn biết cách điều chỉnh. Còn đối với supply thì các bạn sẽ để ý cho cô là mình đã yield or unyield đó, thì mình cũng sẽ biết cách điều chỉnh. Nó chỉ có xoay quanh cái những cái keyword đó để mình làm những cái bài tập tình huống thôi. Và cái cách điều chỉnh của họ đơn giản hơn nhiều so với Việt Nam mình. Rồi, tiếp tục. Bây giờ các bạn qua một cái trường hợp thứ 3 mà nó cũng sẽ nằm trong cái bút toán điều chỉnh loại 1. Cái này thì cô nghĩ chắc các bạn biết rồi, đúng không? Đó chính là gì? Depreciation, tức là gì? Khấu hao. Ở đây các bạn nhớ giùm cô cái cụm từ mà depreciation này thì mình chủ yếu mình sẽ dùng cho những cái tài sản ví dụ như là land asset, rồi property nè, hay là equipment đó, tức là những cái tài sản nào gọi là tài sản cố định hữu hình. Rồi vậy thì về ý nghĩa của cái khấu hao thì chắc là các bạn học đến bây giờ thì các bạn cũng đã hiểu ý nghĩa của mình của khấu hao rồi đúng không? Nó chính là một cái sự phân bổ cái giá trị của nguyên giá theo cái thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, đúng nha. Rồi và các bạn sẽ nhớ cho cô là gì? Cái công thức ở trong cái phần chương 3 này thì mình chỉ đề cập đến một cái phương pháp đầu tiên thôi. Còn đến chương số 9 thì các bạn chắc chắn bạn nào làm chủ đề về gọi là gì? Blend Asset thì chắc chắn các bạn sẽ phải thấy có rất nhiều phương pháp về khấu hao. Như vậy mình sẽ phải tự làm một cái bài toán là mình đi so sánh khấu hao theo phương pháp đường thẳng của Việt Nam với của quốc tế khác nhau cái gì? Rồi khấu hao theo số dư giảm dần Việt Nam quốc tế khác nhau thế nào, khấu hao theo sản lượng giống hay khác, đúng không? Nhưng mà bạn nào làm chủ đề đó các bạn sẽ thấy nó nằm ở nội dung chương số 9 của các bạn đó. Còn trong về bút toán điều chỉnh thì ở đây cô chỉ đề cập đến một cái phương pháp trích khấu hao đơn giản nhất, người ta gọi là straight line ha, straight line method, tức là phương pháp khấu hao đường thẳng. Và các bạn nhìn giùm cho cô trong công thức này có những cái khoảng một những cái chỉ tiêu nào các bạn chưa rõ không? Ví dụ như ở đây mình đang nói đến cái depreciation expense theo phương pháp khấu hao đường thẳng straight line method, đúng không? Thì nó sẽ tính bằng cách lấy gì? Asset cost
tức là cái nguyên giá của tài sản, trừ đi cái gì? Pre-roll value, tức là giá trị thu hồi. Và người ta sẽ chia cho cái useful life, tức là cái gì? Thời gian sử dụng hữu ích. Đó. Rồi, như vậy bây giờ công thức này khác Việt Nam không? Cái lớp nói thử dùng cô. Phương pháp khấu hao đường thẳng này giống hay khác Việt Nam nè? Trả lời mạnh dạn lên. Cái này mình học rồi. Dạ, khác. Khác, khác cái chỗ nào? Khác chỗ nào? Ở Việt Nam không có trừ cho cái giá trị thu hồi. À, ở Việt Nam mình thì không có nhắc đến cái chỗ mà Sabro Value, đúng không? Đúng không? Rồi, ở nước ngoài thì có. Rồi, bây giờ các bạn sẽ nhìn thử dùm câu ha. Đầu tiên là cái định nghĩa về cái useful life, đúng không? Các bạn sẽ thấy là trong cái tống Mỹ thì người ta nói rằng để trích khấu hao cho một tài sản thì bắt buộc nó phải gồm có 3 yếu tố. Thứ nhất là cái cost, tức là cái nguyên giá của tài sản. Cái thứ hai là cái useful life. Và cái thứ ba là cái gọi là gì đây? Sabro Value, đúng không? Thì ở đây các bạn sẽ thấy rằng đối với cái cost thì ở đây mình chỉ nói một cách đơn giản thôi. Còn cái cost của một cái asset này thì mình tính như thế nào thì đến chương số 9 mình sẽ học kỹ hơn nha. Như vậy còn cái thời gian sử dụng hữu ích thì cái này nó ý nghĩa nó dễ thôi. Tức là cái thời gian mà các bạn mong đợi rằng các bạn sẽ sử dụng tài sản này để tạo ra cho doanh thu cho doanh nghiệp như thế nào, đúng chưa? Rồi. Đó. Còn cái thứ hai nữa là cái Sabro Value. Ở đây các bạn sẽ đọc giùm cô cái khái niệm của nó. Bạn nào thử dịch thử giùm cô, câu chữ rất là dễ. Tức là cái giá gì? Giá mong đợi của thị trường. À, hoặc là cái gì nữa? Giá bán của... Phải nói được cái vế đằng sau của nó. Giá bán của tài sản tại thời điểm nào? Tại thời điểm mà nó hết cái trong thời gian hữu dụng của nó. Tức là tại thời điểm kết thúc thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó. Hình dung được chưa? Như vậy cái giá trị thu hồi ước tính, người ta nói rằng nó có thể là cái giá trị thị trường mong đợi ha, hoặc là cái giá bán mong đợi của cái tài sản đó khi mà nó kết thúc cái thời gian sử dụng hữu ích. Ví dụ như đơn giản như thế này, các bạn nói rằng các bạn mua một chiếc xe, đúng không? Xe tải đi, để chở hàng. Các bạn nói rằng đối với xe tải thì các bạn hy vọng rằng cái thời gian sử dụng hữu ích là 10 năm. Như vậy sau 10 năm thì chiếc xe tải đó nếu như nó vẫn còn tốt thì các bạn vẫn tạo, vẫn tiếp tục sử dụng, đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên là các bạn đã khấu hao xong rồi thì bây giờ các bạn nói rằng thôi, mà 10 năm nó chạy rồi, bây giờ thôi thì mình cũng suy nghĩ ra mình sẽ đổi cái xe mới. Vậy thì mình sẽ đi bán cái tài sản đó ra ngoài thị trường. Thì mình thấy rằng ở ngoài thị trường nếu như một cái xe mà sau 10 năm sử dụng thì nó có thể bán thu được về một cái số tiền nào đó, thì lúc bây giờ cái đó người ta gọi là giá trị thu hồi ước tính của tài sản sau khi hết thời gian sử dụng ha. Đó. Rồi, và cái Sabro Value này người ta còn gọi là Scalable Value hoặc là Residual Value. Đó. Thì cái chỗ mà các bạn biết là cái chữ mà Residual Value này á, thì nó nằm trong cái IFRS, thì người ta dùng phổ biến hơn là cái chữ này, tức là cái cụm từ á, cái này nè, Residual Value, tức là cái giá trị thu hồi ước tính. Đó. Thì trong các cái IFRS hoặc là trên các cái báo cáo tài chính mà nếu như các bạn có từng thấy của doanh nghiệp thì người ta có sử dụng cái chữ này rất là phổ biến ha. Rồi, bây giờ mình sẽ làm giùm cô một cái ví dụ sau, rồi bạn nào thử dịch giùm cô cái tình huống này. Anh nào thử dịch giùm cô tình huống này, sau đó đi thử tính giùm cô cái depreciation annual, tức là khấu hao hàng năm là bao nhiêu. Đầu tiên là fast forward mua một cái công cụ vào ngày 1 tháng 12 với giá 26.000 và ước tính thời gian sử dụng sẽ là 5 năm. Cái công cụ này được xác định khoảng
Nó còn giá trị khoảng 8.000 đô vào cuối năm thứ và khi kết thúc 5 năm. Rồi họ mua cái thiết bị, họ mua cái công cụ này vào ngày 1 tháng 12, nhưng mà đến bây giờ là 31 tháng 12. Rồi bây giờ thử đoán thử tình huống này là họ đang yêu cầu mình làm gì, nói thử con nghe. Tính khấu hao của cái equipment này vào ngày 31 tháng 12. Có nghĩa là mình đang đi tính điều chỉnh cái khấu hao của cái equipment, đúng không? Và ví dụ khi người ta nói ở cái câu cuối là cái equipment này tôi mua ở ngày 1 tháng 12 và hiện tại bây giờ thời điểm mà tôi đang đứng nó là 31 tháng 12 thì có nghĩa rằng họ đang muốn các bạn làm điều chỉnh khấu hao bao nhiêu tháng hay là bao nhiêu năm? Điều chỉnh khấu hao cho một tháng. Đúng rồi, chính xác. Nhưng mà cái dữ kiện này có nghĩa là người ta đang muốn các bạn hãy điều chỉnh cái khấu hao một tháng, đúng không? Và muốn điều chỉnh thì tôi phải sử dụng những cái thông tin. Như vậy đầu tiên nè, Fast Forward này họ mua một cái equipment trị giá 26.000 đô. Như vậy 26.000 đô này trong cái toán thì mình gọi nó là cái gì của doanh nghiệp mình? Tiếng Anh của nó sẽ là cái gì? Nó chính là cái gì của doanh nghiệp mình đây? Ở Việt Nam mình thì mình dịch nó là cái gì? Nguyên giá tài sản. Đúng rồi, nó là nguyên giá tài sản. Vậy thì bây giờ translate qua tiếng Anh dùm cô, nó là cái gì? Sau này các bạn viết tiếng Anh mà nó sẽ là cái gì? Nó chính là cái asset cost của mình, đúng không? Nguyên giá của tài sản, asset cost, đúng không? À, các bạn có được yếu tố đầu tiên là asset cost. Cái thứ yếu tố thứ hai là cái useful life này của mình là bao nhiêu? 5 năm, đúng không? Cái thứ ba là đến cái này, nó là cái gì đây? Saleable value, đúng không? Giá trị thu hồi, được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ mình tính được không? Được, đúng chưa? Như vậy bây giờ các bạn sẽ tính cho cô khấu hao hàng năm, rồi các bạn quy về cho cô khấu hao hàng tháng, đúng chưa? Đó. Như vậy bây giờ người ta nói là gì? Có một cái câu người ta diễn ra này. Bởi vì công ty Fast Forward này họ mong đợi cái trang thiết bị, cái equipment này sẽ có giá trị là 8.000 đô khi mà kết thúc thời gian sử dụng được 5 năm, đúng không? Do vậy người ta nói rằng only, các bạn thấy người ta dùng chữ only không? Only chỉ có 18.000 đô nguyên giá, 18.000 đô of the cost, tức là 18.000 đô của nguyên giá thì sẽ cần phải phân bổ cho bao nhiêu? Cho hơn 60 tháng. Đó. Cho 60 tháng tiếp theo. Vậy các bạn hiểu được không? Có nghĩa là họ đang lấy cái asset cost trừ đi cái saleable value thì có phải 26.000 trừ đi 8.000 thì các bạn sẽ ra được bao nhiêu? 18.000. Và 18.000 này tôi sẽ đi phân bổ cho bao nhiêu? Cho 60 tháng. Đó. Tức là 5 năm. 5 nhân với lại 12 thì là bằng 60 tháng đó. Nhưng mà các bạn thấy rất là dễ hiểu ha. Rồi. Bây giờ các bạn sẽ nhìn cái bước đầu tiên, người ta sẽ đi tính cái gì? Người ta đi tính cái next cost. Và next cost này thì nó sẽ là bằng gì? Original cost trừ đi saleable value thì các bạn sẽ ra được next cost, đúng chưa? Đúng không? Rồi, cái này thì họ làm từng bước nhưng mà mình có thể viết thẳng vô công thức cũng được ha. Rồi, sau đó bắt đầu mình sẽ đi tính giùm cho cô cái khấu hao của một tháng sử dụng cái equipment này thì các bạn sẽ lấy 18.000 đô, các bạn chia cho bao nhiêu? Chia cho 60 thì các bạn sẽ ra được là bao nhiêu đây? 300 đô. Các bạn thì bạn nói thôi làm kiểu đó mắc công lắm, sau này tôi chỉ cần viết công thức lấy bao nhiêu, 26 trừ 8.000 chia cho bao nhiêu, 5 nhân cho 12 thì là cũng ra được bao nhiêu? 300 đô mỗi tháng, đúng không? Đúng không? Này các bạn tùy chọn thôi, cái này là cách người ta giải thích cho mình hiểu, còn cách mà mình làm bài thì càng ngắn và đơn giản hiệu quả thì là càng tốt. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ coi cái cách của họ nè. Sau khi mà họ đi tính theo các cái phương pháp xong á, thì
thì bây giờ các bạn sẽ thấy rằng cái bước toán cuối cùng ở cái bước thứ ba là làm sao các bạn phải ghi nhận được một cái gọi là adjusting entry, tức là cái bước toán điều chỉnh $300 cho cái tháng 12 này. Thì lúc bấy giờ mình sẽ nhớ, mình sẽ học hai cái cụm từ, hai cái tên tài khoản mới cho cô. Thứ nhất là cái số tiền khấu hao $300 thì các bạn sẽ được ghi vào bên credit của cái tài khoản gọi là accumulated depreciation account đó, tức là khấu hao lũy kế, nó tương ứng với cái tài khoản 214 của Việt Nam mình, thay vì các bạn viết vào trong tài khoản equipment. Có nghĩa là ở đây họ nhắc nhẹ là khi mà tôi trích khấu hao thì nó sẽ hoàn toàn không liên quan gì đến cái equipment của mình hả, và nó chỉ được ghi nhận là tăng chi phí đồng thời tăng một cái khoản gọi là gì, khấu hao lũy kế. Như vậy các bạn sẽ thấy rất rõ đây. Các bạn nhớ giùm cô, nói tới khấu hao thì luôn luôn tôi sẽ ghi debit depreciation expense, tức là ghi tăng chi phí khấu hao. Và sau này các bạn nhớ là tôi đang khấu hao cho cái loại nào thì tôi sẽ gạch ngang ra, tôi ghi tiếp equipment hay là land hay là property vân vân ha, loại nào thì tôi ghi vô tên của loại đó. Và tiếp tục nữa tôi sẽ ghi credit cho cái khoản mục gọi là gì đây, accumulated depreciation equipment, khấu hao lũy kế của cái trang thiết bị. Nhớ nha, cái chữ mà accumulated depreciation này là nó tương ứng với cái giống như ở Việt Nam mình, nó là tài khoản mấy đây cả lớp, 214 của các bạn ạ. Nó tương ứng với tài khoản 214. Còn cái depreciation expense này thì mình dùng chung thôi, mình không có phân ra nào là tài sản đó sử dụng ở bộ phận quản lý hay bộ phận bán hàng, mà để mình đưa vào 641 hay là 642 ha. Ok. Rồi cả lớp các bạn nhớ được tên tài khoản chưa? Nhớ nha. Điều chỉnh về, cứ nhớ là đặc biệt ở trong kế toán Mỹ này thì các bạn không phải nhớ số hiệu tài khoản. Các bạn chỉ cần nhớ tên tài khoản, và nếu như đối với những cái chi phí nào của doanh nghiệp có phát sinh thì mình sẽ thêm giúp cho cô cái tên trước đó, ví dụ như là insurance expense hoặc là supply expense hoặc là depreciation expense, tức là nó sẽ đi theo từng cái tên mà các bạn muốn nói đến cái đối tượng nào đó thì mình sẽ chèn vô ha. Đó. Còn nhớ là luôn luôn trích khấu hao thì các bạn phải dùng thêm một cái tên tài khoản nó khá là dài, accumulated depreciation ha. Đó là khấu hao lũy kế, nhớ giùm cô. Rồi cả lớp theo kịp cái chỗ này không? Rồi nãy giờ cô hỏi các bạn là ba ví dụ vừa rồi các bạn thấy tương đối là ổn không? Có bị khó hiểu cái ví dụ nào không cả đó? Các bạn nắm được cái điều chỉnh là một chưa? Dạ được không? Rồi được đúng không? Rồi ok. Rồi bây giờ tiếp tục mình sẽ qua một cái nội dung tiếp theo, tức là mình sẽ liên quan đến cái bút toán điều chỉnh đối với cái khoản gọi là deferred of revenue, tức là doanh thu hoãn lại hay còn gọi là doanh thu chưa thực hiện. Nhớ giùm cô ha. Rồi, bây giờ ở cái doanh thu chưa thực hiện này thì các bạn thấy người ta cũng định nghĩa cho các bạn, nó chính là cái cash received in advance, có nghĩa là cái tiền mà các bạn nhận trước từ cái việc các bạn làm gì đây? Cung cấp cái gì đây? Cung cấp cái gì đây cả lớp? Sản phẩm và dịch vụ, đúng không? Rồi. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ nhìn giúp giùm cho cô.
một cái ví dụ, bây giờ đọc thử giùm cô cái tình huống này. Rồi, đọc giùm cô thử tình huống này. Đọc thử thử giùm cô tình huống này thử. Ở đây mình chưa nói đến cái số tiền, nhưng mà mình đọc, mình đoán thử tình huống ở step 1 này người ta đang muốn nói đến cái gì. Bạn nào đã thử giùm cô bước thứ nhất thì họ đang nói đến cái gì trước ạ? Rồi tí nữa mình sẽ đề cập đến cái số tiền. Các bạn thấy cái câu chữ họ dùng ở đây là họ đang dùng một cách gián tiếp chứ không phải là một cách trực tiếp. Ví dụ như để cùng cái tình huống này, nhưng mà ví dụ như các bạn thấy là thông thường ví ở Việt Nam mình thấy nói là gì? Công ty nhận trước bằng tiền mặt bao nhiêu tiền đó để cung cấp một cái dịch vụ kéo dài trong vòng bao nhiêu ngày, đúng không? Nhưng ở đây các bạn thấy là họ đang viết một cách ngược lại. Họ lại nói rằng là gì? Cái khách hàng của công ty Fast Forward này họ đã làm gì? Họ đã trả 60 ngày phí, đúng không? Họ đã trả 60 ngày phí. Và ở đây họ dùng thêm cái cụm từ là gì? In advance, có nghĩa là họ đã trả trước 60 ngày tiền phí cho một cái dịch vụ mà nó sẽ kéo dài từ ngày bao nhiêu? 27 tháng 12 cho đến ngày 24 tháng 2. Đó. Vậy thì bây giờ người ta ghi ở đây là and recorded, có nghĩa là vậy thì lúc bây giờ các bạn sẽ hiểu rằng nếu tôi có phát sinh một cái nghiệp vụ, tôi nhận trước tiền của khách hàng, vậy thì cái bút toán tôi ghi vào trong sổ nhật ký của doanh nghiệp của tôi, lúc này tôi sẽ ghi debit gì và ghi credit gì? Bạn nào nói thử cô nghe. Mình sẽ ghi debit gì và credit gì cả lớp. Nhận trước tiền của khách hàng. Ở đây cô không cần nói số tiền cụ thể. Bây giờ mình đói trước, dùm cô cái bút toán trước ạ. Nhận trước tiền của khách hàng thì ghi debit gì, credit gì nữa cơ nghe. Trả lớp nó cô nghe. Khi các bạn nhận trước tiền của khách hàng thì cái gì của doanh nghiệp mình sẽ tăng lên? Tiền cô ơi. Tiền thì bây giờ đọc giùm cô cái bút toán thử đi. Debit gì, credit gì? Mình học bằng bút toán mà. Debit gì, credit gì?
debit card, credit, and earn revenue đúng không cô? Đúng rồi. Ừ. Ở đây là mình đang đứng ở cái giai đoạn là ngày 27 tháng 12. Tôi nhận trước 60 ngày. Nhận trước tiền phí của 60 ngày để tôi cung cấp dịch vụ từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 24 tháng 2. Thì như vậy lúc bây giờ các bạn sẽ thấy chắc chắn tôi sẽ ghi một cái bút toán rằng debit card credit cho cái unearned consulting revenue, tức là mình tự dịch vụ tư vấn cho khách hàng, đúng không? Và lúc bây giờ mình sẽ thấy rằng à, ở đây tôi đang nhận là 3.000 đô cho 60 ngày. Chú ý giùm cô ha. Ở đây là mình đang nhận 3.000 đô cho 60 ngày. Đó. Rồi. Bây giờ bắt đầu người ta mới nói rằng là gì? Bây giờ cái kỳ kế toán của doanh nghiệp của mình nó kết thúc vào ngày 31 tháng 12. Vậy thì bây giờ các bạn sẽ coi thử rằng từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 12 các bạn đã cung cấp xong được mấy ngày dịch vụ tư vấn cho khách hàng? Nói cô nghe. Mình cung cấp được mấy ngày? 27, 28, 29, 30, 31, mấy ngày đây cả lớp? Mấy ngày? Từ ngày 27 đến ngày 31 là các bạn cung cấp xong được mấy ngày dịch vụ? 5 ngày cơ cô. À đúng rồi, mình cung cấp được 5 ngày dịch vụ phát sinh. Như vậy lúc bây giờ có phải là ở ngày điểm 31 tháng 12 là mình kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp mình thì mình phải thể hiện được 5 ngày này là 5 ngày dịch vụ tôi đã hoàn thành, tôi đã cung cấp cho khách hàng, thì các bạn sẽ chuyển từ đâu? Từ unearned revenue sang earned revenue. Tức là từ doanh thu chưa thực hiện sang doanh thu đã thực hiện. Đó, các bạn phải thấy rất rõ điều này ha. Như vậy ở đây các bạn thấy là ở cái bước thứ hai người ta mới nói rằng là gì? Công ty Fast Forward này họ đã kiếm được cái số tiền theo thời gian. Và vào ngày 31 tháng 12 thì các bạn có 5 ngày dịch vụ nó đã kiếm được. Có nghĩa là các bạn đã cung cấp xong dịch vụ và các bạn được phép ghi nhận lại doanh thu. Thì lúc bây giờ mình sẽ lấy 5 chia 60, tức là 5 ngày trên tổng là 60 ngày. Các bạn nhân cho 3.000 thì các bạn xác định ra được tổng số tiền cho 5 ngày này là 250. Do vậy đến cái bút toán số 3 thì các bạn mới thực hiện cái gì? Bút toán điều chỉnh. Thì lúc này các bạn sẽ ghi unearned consulting revenue là doanh thu của mình sẽ như thế nào đây? Giảm xuống, cái này chắc chắn nó sẽ giảm, đúng không? Reduce là giảm xuống. Và cái thứ hai, các bạn sẽ ghi nhận một cái khoản gọi là earned revenue hoặc là consulting revenue, nó đều là doanh thu đã thực hiện, thì cái này nó sẽ như thế nào đây cả lớp? Tăng lên 250. Các bạn thấy rất là rõ ha. Rồi, do vậy các bạn sẽ thấy là đến đây. Này, đây là cái cách người ta đưa lên chữ T. Đầu tiên đây là số chưa điều chỉnh nè. Rồi trong kỳ các bạn đã thực hiện được như này thì cái này sẽ là số cuối kỳ của cái unearned revenue thì nó được trình bày trên balance sheet. Còn cái 250 này thì các bạn sẽ trình bày trên income statement ở cái phần revenue. Đó, và cuối cùng các bạn phải làm sao các bạn viết được cho cô cái bút toán điều chỉnh như thế này. Như vậy ngày 31 tháng 12 các bạn sẽ ghi bút toán debit unearned consulting revenue và credit cho cái khoản mục gọi là consulting revenue bao nhiêu? 250. Như vậy các bạn sẽ ghi nhận một cái khoản doanh thu nhận được từ việc gì đây? Đã nhận trước. Cái này giống Việt Nam không? Cả lớp này giống không? Giống. Giống các bạn. Giống không? Hoàn toàn giống. Bút toán này thì hoàn toàn giống, không khác. Giống hoàn toàn luôn. Như vậy các bạn thấy là chương này thực ra là 4 chương đầu tiên trong này hầu như là kiến thức nó khá là quen, chẳng qua là nó thay đổi về mặt ngôn ngữ các bạn sử dụng thôi. Rồi, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới một cái trường hợp thứ 3, bút toán điều chỉnh thứ 3 là các bạn sẽ liên quan đến những cái gọi là accrued expense, tức là chi phí dồn tích, hay còn gọi là những cái khoản chi phí nó đã như thế nào đây, thực tế phát sinh,
nhưng mà doanh nghiệp của mình chưa ghi nhận cũng như là chưa thanh toán. Nhớ nha. Đây, như vậy họ định nghĩa cho các bạn nè. Accrue expense, đó là những cái chi phí. Lúc bây giờ cái cost của mình không còn là nguyên giá, mà các bạn sẽ dịch cho cô nó là chi phí ha. Là những khoản chi phí mà nó đã như thế nào, đã incur, có nghĩa là nó đã phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp mình. Mà doanh nghiệp mình như thế nào đây? Unpaid, có nghĩa là chưa trả. Và unrecorded, có nghĩa là chưa ghi nhận. Tức là những cái khoản chi phí mà nó đã thực tế phát sinh rồi, nhưng doanh nghiệp của tôi chưa trả cũng như là chưa ghi nhận. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu thử một cái ví dụ. Bạn nào thử đọc giùm cô cái ví dụ này và phân tích cô nghe thử. Đây là một cái ví dụ cho cái khoản gọi là accrued salary, tức là tiền lương dồn tích. Rồi bạn nào thử đọc tình huống, phân tích ví dụ giùm cô tình huống này. Cô đang nghe chưa rõ? Cô đang chưa nghe rõ, có thể chỉnh âm thanh lại. Rồi ok. Nghe rõ rồi, chưa cô? Rồi ok, cô nghe rồi. Đó là Fast Forward sẽ trả cho nhân viên $70 mỗi ngày hoặc là $350 cho 5 ngày làm việc. Lương sẽ được trả 2 tuần một lần vào ngày thứ 6. Rồi ok. Ngày 12 à, ngày 31 tháng 12 là ngày thứ tư. Vì thế ngày lương thứ ba sẽ được nhận. Đó là cái thời điểm cuối năm đó thì nó còn có 3 ngày lương thôi, nên là mình sẽ nhận được 210. Cô còn ở đó cô? Rồi cô còn, cô đang nghe. Dạ. Bước 3 là điều chỉnh tăng lương, tăng cái khoản phải trả. Lương phải trả cái chi phí lương $210. Ở đây có nghĩa là người ta đang muốn nói đến một cái vấn đề về cái gì? Bản chất của nghiệp vụ này có nghĩa là người ta nói về cái gì? Nên muốn nói là tại vì cái ngày mà kết thúc của kỳ kế toán á, thì nó chỉ là thứ tư thôi, thứ sáu mới được nhận lương. Nên là cái lương này nó có nhưng mà mình chưa có trả cho nhân viên của mình. Rồi ok, như vậy có nghĩa là ở đây cái chính sách lương của cái công ty Fast Forward này có nghĩa là họ sẽ trả lương theo tuần, đúng không? Thì cứ 5 ngày làm việc của một tuần thì tôi sẽ trả lương cho người lao động, đúng không? Các bạn thấy là ở đây họ có nói một câu là salary based, có nghĩa là họ tiền lương thì sẽ được trả 2 tuần một lần vào ngày thứ mấy? Vào ngày thứ 6, đúng chưa? Đúng không cả lớp? Rồi. Họ đưa ra chính sách tiền lương rằng cứ cái người lao động làm lương một ngày, công ty họ sẽ phải chia ra là $70. Như vậy 5 ngày làm việc trong một tuần thì sẽ là $350. Rồi. Vậy thì bây giờ cái tình huống này họ đang đặt ra rằng ngày 31 tháng 12 thì nó lại rơi vào một cái ngày thứ tư.
Như vậy bây giờ người ta mới xét là à, từ ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 là 3 ngày này là 3 ngày tiền lương của tháng 12. Nhưng người ta sẽ được trả là trả vào ngày mấy tháng 1 cả lớp. 31 tháng 12 mà rơi vào thứ 4 thì ngày 1 tháng 1 là thứ 5, ngày 2 tháng 1 là 2 tháng 1 là thứ 6, đúng không? Như vậy có nghĩa rằng kết thúc năm tài chính, kỳ kế toán của mình là mình còn có 3 ngày lương mình đã chưa ghi nhận cũng như là chưa trả, đúng chưa? Do vậy lúc bấy giờ người ta sẽ yêu cầu tụi em là hãy làm một cái bút toán điều chỉnh ghi nhận các phần tiền lương thực tế đã phát sinh và chưa trả vào trong chi phí của kỳ này đó. Do vậy các bạn thấy rất là rõ là lúc bây giờ mình sẽ có cái bút toán điều chỉnh ghi như thế nào. À, tôi sẽ có debit salary expense 210 và credit salary payable là 210. Tức là mình điều chỉnh cho 3 ngày lương của người nhân viên đó, nó đã thực tế phát sinh nhưng mình chưa trả. 3 ngày lương này gồm những ngày nào? Ngày 29 tháng 12, 30 tháng 12 và 31 tháng 12. Đó. Còn cái ngày thực tế doanh nghiệp mình chi tiền thì sẽ là ngày 2 tháng 1. Nhớ giùm cô. Đó là cái cách điều chỉnh. Và các bạn thấy rằng ở đây là ở nước ngoài thì họ đưa vào những cái tình huống về lương á, thì họ sẽ đưa lương là lương theo tuần hoặc là lương theo ngày. Còn ở Việt Nam mình á thì các bạn sẽ thấy là lương theo tháng. Đó. Cái cách điều chỉnh ở Việt Nam thì nó lại đơn giản hơn so với cách điều chỉnh về tiền lương ở trong kế toán Mỹ. Đó. Nó đơn giản hơn một chút. Vậy các bạn có thể xem cái ví dụ này và xem cái cách họ phân tích để mình hiểu và mình làm. Ví dụ này trong sách bài đọc của các bạn có ha, trong cái giáo trình của mình có đó. Rồi, bây giờ cô sẽ đi đến một cái trường hợp tiếp theo. Cái này thì các bạn đọc trong sách giùm cô ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói đến cái câu tiếp theo là gì? À, cái này là vì lương của mình là 2 tuần mình trả một lần. Như vậy không phải là ngày 2 tháng 1 trả mà là ngày mấy? Ngày 9 tháng 1, tức là 7 ngày sau đó nữa, đúng không? Rồi, vậy thì bây giờ cả lớp suy nghĩ thử giùm cô là cái bút toán các bạn ghi nhận khi các bạn trả tiền lương cho người lao động ở ngày 9 tháng 1 thì ghi sao? Bạn nào đoán thử bút toán của mình là gì? Bạn nào đọc thử giùm cô cái bút toán mình ghi nhận. Một ngày lương là 70 đô. 3 ngày lương từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 12 là nó đã thực tế phát sinh, đúng không? Thì là 201 đô. Và khi mà ở ngày 31 tháng 12 thì các bạn đã có một cái bút toán điều chỉnh là các bạn ghi debit salary expense và credit salary payable, đúng không? Rồi, vậy thì sau đó 2 tuần thì mình mới chính thức mình trả lương cho người lao động vào ngày 9 tháng 1, tức là cái thứ 6 của tuần thứ 2 tiếp theo. Thì lúc bây giờ mình sẽ ghi nhận như thế nào đây cả lớp? Ghi nhận là chi phí expense của salary sẽ expense của salary. Mình đọc thử giờ ghi dùng cô 140. Rồi, tiếp tục, con thử. Và giảm cái salary payable 210. Rồi, sau đó mình có tiếp được cái gì? Và trả bằng
cash nên là mình sẽ là cash 350. Đúng rồi, chính xác. Như vậy lúc bây giờ các bạn sẽ thấy là à, sau 2 tuần tôi trả, thì như vậy các bạn thấy là trong 2 tuần đó thì một tuần mình chỉ làm việc có 5 ngày, 2 tuần là 10 ngày. Như vậy tổng số tiền mình trả cho 2 tuần này phải là bao nhiêu? 700 đô, đúng không? 700 đô, đúng chưa? 700 đô cho 10 ngày. Và trong 10 ngày đó thì mình có 3 ngày là mình đã đưa vào chi phí của tháng 12. Như vậy mình còn lại 7 ngày lương, nó sẽ là rơi vào chi phí của tháng mấy? Tháng 1. Và đồng thời mình sẽ giảm cái khoản tiền lương phải trả của tháng 12 xuống. Do vậy các bạn thấy cái bút toán lúc bấy giờ của cô sẽ là gì? Debit salary payable 3 x 70 là 201. Như vậy cái này là cái phần mà mình đã điều chỉnh ở nghiệp vụ ngày 31 tháng 12. Sau đó các bạn sẽ ghi là debit salary expense là 7 ngày. Tức là mình sẽ tính là tiền lương của tháng mấy? Tháng 1. Và mình sẽ ghi credit cash là bao nhiêu? 710 ngày lương của 2 tuần làm việc. Đó. Do vậy cô yêu cầu cả lớp nè, sau này với ví dụ như những cái tình huống như thế này á, thì ví dụ như khi mà các bạn đọc cái đề của cô thì các bạn phải chú ý cái câu hỏi của cô nó đang rơi vào cái mốc thời gian nào nha. Các bạn sẽ thấy là nó đang rơi vào cái mốc thời gian nào. Ngày 31 tháng 12 thì làm bút toán gì? Ngày 9 tháng 1 các bạn làm bút toán nào? Đó. Thì sau này mình phải biết những cái đó để ví dụ như mình làm trắc nghiệm hoặc là mình làm những cái câu hỏi quiz nhanh á, thì người ta hỏi ở ngày nào thì phải trả lời đúng theo nghiệp vụ của ngày đó nha. Trong cái toán Mỹ thì các bạn sẽ gặp về lương theo ngày là nhiều, lương theo ngày, lương theo tuần rất là nhiều, chứ còn lương theo tháng thì ít. Việt Nam mình thì chủ yếu là lương theo tháng theo hình thức là trả sau, ví dụ lương tháng này nhưng mà ngày 5 hoặc ngày 10 tháng sau tôi mới trả đó. Nó đi theo kiểu đấy đấy. Rồi bây giờ cô đi tiếp tục tới một cái dạng bút toán điều chỉnh cuối cùng, đó là cái accrued revenue, tức là doanh thu dùng tích hay còn gọi là doanh thu đã phát sinh ha. Thì người ta cũng định nghĩa cho các bạn là gì? Cái accrued revenue này thì nó là những cái gọi là gì đấy? Doanh thu mà các bạn đã kiếm được ở trong kỳ mà chúng thì như thế nào đây? Unrecorded, tức là chưa được ghi nhận, và not yet received in cash, tức là nó cũng chưa thu được bằng tiền hoặc là bằng một cái tài sản nào khác. Đó. Tức là những cái khoản doanh thu này là các bạn đã phát sinh rồi, có nghĩa là các bạn đã chuyển giao xong được cái quyền sở hữu hàng hóa dịch vụ cho khách hàng rồi, nhưng mà trong kỳ của các bạn chưa ghi nhận nó là doanh thu, và đồng thời các bạn cũng như thế nào đây? Chưa nhận được bằng tiền ha. Rồi. Bây giờ một bạn tiếp tục phân tích dùm cho cô cái tình huống này. Nhờ thử một bạn phân tích dùm cô tình huống này. Rồi lớp mình sôi nổi lên, môn này là các bạn học bằng số liệu nên nó sẽ đỡ hơn so với việc mà mình nói quá nhiều về lý thuyết ha. Các bạn cũng đã được cô dặn là mình đọc bài trước rồi, thì mình nói mình chia sẻ với các bạn mình để mình nhớ bài được tốt hơn nè cả lớp ơi. Đâu mạnh dạn phát biểu cô nghe. Những tình huống này rất là quen, câu chữ họ dùng cũng dễ dịch lắm.
là cô khách hàng của Fast Forward vào ngày 12 tháng 12, khách hàng của Fast Forward đồng ý trả 2.700 đô vào ngày 1 tháng 10 của năm tiếp theo cho cái dịch vụ trong tương lai 30 ngày. Bước 2, vào ngày 31 tháng 12, 20 ngày của cái dịch vụ đã được cung cấp và mình nhận được một tổng cộng 1.800 đô. Đúng không cô? Rồi ok, cứ nói cô nghe không sao. Bước 3 là điều chỉnh tăng tài sản, tăng khoản phải thu và tăng cái doanh thu tư vấn của mình là 1.800. Rồi vậy thì bây giờ các bạn sẽ nhìn giùm cô nè, cái cách mà họ đang viết cái dữ liệu về ngày tháng ở trong này á, có nghĩa là họ viết gì tháng trước ngày sau, đúng không? Đúng không? Như vậy ở cái bước thứ nhất á, thì các bạn sẽ thấy rằng là gì, cái khách hàng của công ty Fast Forward này họ như thế nào đây. Agree to pay có nghĩa là gì, họ đồng ý trả bao nhiêu, 2.700 đô vào ngày nào. Nó có một cái mốc thời gian nữa, on 1-10, ở đây là ngày mấy, ngày 1 tháng 10 hay là ngày 10 tháng 1, cả lớp. Dạ cô, ngày 10 tháng 1. Đúng rồi, mình phải nhớ nha. Tại vì đôi khi mình cứ quen mình cứ nói là tháng ngày trước tháng sau, nhưng mà ở đây là họ đang viết là tháng trước ngày sau. Như vậy cái khách hàng của công ty Fast Forward này họ sẽ đồng ý trả ha, đồng ý trả 2.700 đô là vào ngày 10 tháng 1 của năm tiếp theo, nhớ nha, của năm tiếp theo of the next year, cho một cái dịch vụ trong tương lai. Và dịch vụ này có cái hợp đồng, có thời hạn hợp đồng là bao nhiêu ngày đây cả lớp? Bao nhiêu? Nó sẽ có hợp đồng là 30 ngày, đúng chưa? Rồi, như vậy khi mà mình đặt vô một cái tình huống này, mình thấy là như vậy là ngày 12 tháng 12 công ty của tôi đã ký một cái hợp đồng với khách hàng trị giá là 2.700 đô và sau khi kết thúc thời gian của hợp đồng thì công ty của tôi mới nhận được tiền, đúng không? Mình phải hiểu cái tình huống nó như vậy. Như vậy bây giờ người ta mới đặt ra câu hỏi rằng vậy thì bây giờ vào ngày 31 tháng 12, đây ngày 12 tháng 12, cho tới ngày 31 tháng 12 thì cái công ty Fast Forward của các bạn đã cung cấp dịch vụ cho khách hàng được bao nhiêu ngày cả lớp? Nói thử giùm con nghe, bao nhiêu ngày? 20 ngày. Đúng rồi, mình đã cung cấp dịch vụ cho cái khách hàng này được 20 ngày, lấy 30 - 12 + 1, đúng không? Như vậy các bạn xác định được rằng như vậy trong cái hợp đồng 30 ngày thì tôi tính tới thời điểm cuối tháng 12 là tôi đã hoàn thành được tổng cộng là 20 ngày. Đó, thì 20 ngày này là 20 ngày tôi đã chuyển giao xong cái quyền sở hữu dịch vụ cho khách hàng. Nhưng tôi như thế nào đối với họ? Chưa thu tiền được của họ. Do vậy tôi đang ở cái trạng thái gọi là gì đây? Chưa ghi nhận cũng như là chưa thu được tiền. Đúng chưa? Do vậy người ta yêu cầu các bạn rằng với tình huống như vậy, các bạn hãy lập một cái bút toán điều chỉnh. Và cái bút toán điều chỉnh này người ta sẽ ghi tăng cái gì? Increase on asset, tức là người ta sẽ ghi tăng một cái khoản tài sản. Và cái tài sản ở đây nó chính là cái gì đây? Account receivable, tức là tôi tăng một cái khoản phải thu đối với các khách hàng của tôi. Và đồng thời tôi sẽ ghi nhận nó là một cái khoản là gì? Doanh thu đã phát sinh của doanh nghiệp mình, là ghi nhận vào đâu? Consulting revenue account. Đó. Và tôi sẽ ghi nhận con số là 1.800. Do vậy các bạn xác định được thì mình sẽ có một cái bút toán như sau. Tôi sẽ ghi bút toán điều chỉnh debit account receivable và credit consulting revenue bao nhiêu? 1.800.
bạn thấy rất là dễ ha. Cái quan trọng là mình phải đọc được cái đề, mình đoán được cái tình huống này họ nói như thế nào, và mình phải xác định được rằng cái kỳ mà bây giờ tôi đang kết thúc cái kỳ kế toán của doanh nghiệp mình thì mình lập ở ngày nào, thì mình sẽ xét từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc là doanh nghiệp của tôi đã cung cấp dịch vụ được bao nhiêu lần để tôi đưa ghi nhận nó là cái doanh thu đã phát sinh của doanh nghiệp. Đó. Này mình sẽ nhớ cái bút toán đầu tiên nha cô, debit account receivable và credit consulting revenue, và lúc bây giờ mình đang ghi nhận cho 20 ngày doanh thu đã phát sinh. Doanh thu đã phát sinh. Rồi bây giờ cô hỏi các bạn nè. Vậy thì đến ngày 10 tháng 1 của năm tiếp theo mình sẽ có bút toán ghi gì? Ai đọc dùm cô bút toán. Bây giờ ngày 10 tháng 1 của năm sau thì mình sẽ ghi bút toán gì đây cả lớp? Bạn nào suy nghĩ đọc thử giúp cô ngày 10 tháng sau. Dạ, debit card thôi cô. Debit card, bao nhiêu tiền? 2007. Thì bây giờ ngày 10 tháng 1 là tôi sẽ thu trọn bộ của cái hợp đồng đó, đúng không? Như vậy chắc chắn là tôi sẽ ghi tăng cái gì của tôi lên. Tăng tiền. À, tăng tiền rồi gì nữa? Doanh thu đó. Doanh thu gì? Phải nói rõ cho cô doanh thu ở đây là doanh thu của tháng nào, của tháng 12 hay là của tháng 1? Doanh thu này là doanh thu của tháng 12 hay là của tháng 1? Doanh thu của tháng 1 à? Ừ, doanh thu tháng 1 là mình ghi nhận cả bao nhiêu ngày? Mình sẽ ghi nhận cho nó là bao nhiêu ngày? Cho 10 ngày. Rồi. Rồi đồng thời mình còn phải ghi nhận một cái khoản gì nữa? Khoản receivable giảm. Đúng rồi. Vậy thì bây giờ đọc thành một cái bút toán hoàn chỉnh cho cô. Debit gì, credit gì? Đọc thử cô nghe hả? Ngày 10 tháng 1. Debit card. Ừ. Debit card là 2007. Credit receivable 1008 và consulting revenue 2007 trừ 1008 900. Ok, rồi đồng ý. Rồi như vậy lúc bây giờ các bạn sẽ nhìn giùm cô ha. Rồi như vậy mình sẽ thấy như thế này. Này bây giờ mình sẽ nói đến cái ngày 10 tháng 1. Các bạn sẽ ghi nhận cái việc là doanh nghiệp của tôi nhận được tiền từ khách hàng, đúng không? Rồi ghi nhận cái doanh thu mà tôi kiếm được trong 10 ngày của tháng 1, đúng chưa? Và đồng thời tôi sẽ ghi giảm cái khoản mà tôi đã thu được của khách hàng của 20 ngày của tháng 12. Đó. Do vậy các bạn sẽ thấy cái bút toán lúc bấy giờ
tôi sẽ ghi nhận là gì? Debit card bao nhiêu? 2.700. Credit account receivable cho 20 ngày này là của tháng 12 này là 1.800. Và tôi sẽ ghi nhận doanh thu của tháng 1, credit consulting revenue là 10 ngày sẽ là 900 đô. Do vậy các bạn phải nhớ nha, ví dụ như trong một cái tình huống thì chắc chắn người ta sẽ đưa ra những cái dấu mốc thời gian và các bạn phải làm sao xử lý dùm cho cô từng tình huống. Nếu ở ngày 31 tháng 12 là bút toán điều chỉnh, ở ngày 10 tháng 1 là cái bút toán về việc các bạn nhận được tiền của khách hàng ha, về việc mà các bạn nhận được tiền của khách hàng. Rồi. Rồi, được chưa cả lớp? Rồi, như vậy các bạn đã phần nào cũng đã nắm lại được, nhớ lại được cái kiến thức của bốn loại bút toán điều chỉnh, đúng không cả lớp? Đúng chưa? Như vậy mình thấy rằng các bút toán điều chỉnh này trong kế toán Mỹ nó cũng không khác nhiều lắm so với kế toán Việt Nam mà khi các bạn học, đúng không? Cái ở đây các bạn sẽ để ý giúp cô nào, nó sẽ không khó, nhưng nó đòi hỏi các bạn là các bạn đọc vô một cái tình huống, các bạn sẽ phải để ý những cái keyword ha, những cái keyword mà người ta dùng để mình có thể mình đoán được cái ý của cái nghiệp vụ tình huống đó nói đến cái gì, và lúc bấy giờ các bạn sẽ liên qua được các cái loại bút toán điều chỉnh ha. Đó, như vậy cô lưu ý cho lớp mình là như vậy. Bây giờ các bạn sẽ nhìn một chút dùm cho cô, mình sẽ nói rằng các cái bút toán điều chỉnh này nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với các cái financial statement của doanh nghiệp mình, tức là ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của các bạn. Ví dụ như các bạn sẽ thấy rằng ở đây cô đang thiết kế một cái bảng summary lại về các cái bút toán, các cái adjustment, tức là các cái bút toán điều chỉnh, cũng như là nó ảnh hưởng như thế nào đến các cái balance sheet với lại cái income statement, chủ yếu là nó ảnh hưởng trên hai cái báo cáo đó. Bây giờ các bạn sẽ theo dõi giùm cho cô nha. Ở đây các bạn sẽ hình dung này, ở đây các bạn có cái gọi là before adjustment, tức là trước khi điều chỉnh, đúng không? Trước khi điều chỉnh có nghĩa là mình chưa xảy ra bất cứ cái gì hết, và nếu như nó rơi vào cái loại đầu tiên, ví dụ như là prepaid expense, tức là chi phí trả trước. Trước khi điều chỉnh thì có nghĩa rằng lúc bấy giờ cái asset của các bạn nó đang bị gì đây? Cao hơn, tức là nó đang bị overstay, đúng không? Và lúc bấy giờ cái chi phí của các bạn nó đang bị như thế nào đây? Understand, tức là đang bị thấp hơn cái mức quy định. Đó, một cái là asset cao, một cái là expense đang thấp. Thì do vậy người ta mới nói rằng lúc này mình cần phải điều chỉnh. Điều chỉnh là gì? Tôi phải ghi giảm cho một cái khoản asset xuống, và tôi phải ghi tăng một cái khoản gọi là gì đây? Expense của doanh nghiệp. Đó. Như vậy đối với đây là bút toán điều chỉnh loại 1 thì các bạn sẽ thấy cái sự tác động của nó lên cái báo cáo tài chính trước khi điều chỉnh như thế nào. Nó sẽ làm cho asset của doanh nghiệp bị overstate, còn cái expense thì sẽ bị understate. Do vậy, khi mà tôi tiến hành là điều chỉnh thì chắc chắn tôi sẽ ghi increase cho một cái expense và decrease cho cái asset của tôi. Đó. Như vậy các bạn thấy cái nguyên tắc nói chung nó sẽ dẫn đến cái này. Rồi, tương tự như vậy, ví dụ như khi các bạn nói đến một cái unearned revenue, trước khi tôi điều chỉnh, có phải là tôi đang ghi tăng một cái khoản về doanh thu chưa thực hiện, đồng thời tôi ghi tăng một cái gì, tăng một cái gì đây cả lớp? Tôi nhận trước tiền của khách hàng thì nó làm cho cái unearned revenue của tôi là cái liability của tôi, nó sẽ bị gì đây?
overstep, tức là cái doanh thu chưa thực hiện của tôi nó cao, và lúc bấy giờ nó chưa đủ điều kiện để ghi nhận là cái revenue. Do vậy cái revenue của doanh nghiệp này nó bị gì đấy, bị thấp thôi ha, nó bị understep xuống. Do vậy khi nào mà cái unearned revenue này của mình đã thực hiện rồi thì lúc bấy giờ mình sẽ điều chỉnh ghi giảm cái liability, tức là cái unearned revenue của doanh nghiệp xuống, và đồng thời mình sẽ ghi tăng cái gì, revenue của doanh nghiệp lên. Đây, các bạn phải nhìn vô cái bảng này và các bạn phải hiểu được cái ý nghĩa của nó như thế nào. Rồi tương tự như vậy đối với cái accrued expense, thì có nghĩa rằng lúc bấy giờ là chi phí nó đã phát sinh nhưng các bạn chưa ghi nhận và chưa trả, thì cả hai nó sẽ tác động lên cái báo cáo tài chính của mình, nó làm cho liability của mình đang understep, expense của mình cũng đang understep. Như vậy cái nào mà thấp hơn thì bắt buộc các bạn điều chỉnh như thế nào đây? Tăng. Nhớ nha, cái nào mà nó đang understep có nghĩa thì mình sẽ phải điều chỉnh tăng lên cho nó. Như vậy các bạn thấy là cái bút toán điều chỉnh lúc bây giờ tôi sẽ ghi tăng chi phí, tăng nợ phải trả. Còn đối với cái accrued revenue thì nó sẽ làm cho cái gì? Doanh thu đã phát sinh, các bạn chưa ghi nhận thì doanh thu của mình đang bị thấp. Các bạn chưa thu được tiền thì cái tài sản của mình nó cũng bị thấp xuống. Do vậy cả asset, cả revenue của mình đều bị gì đây cả lớp? Understep. Do vậy lúc này các bạn sẽ thấy cái cách điều chỉnh của mình là mình sẽ ghi tăng cho asset và ghi tăng cho cái gì đây? Revenue. Ha. Đó. Như vậy các bạn sẽ hình dung được chưa? Này cả lớp, các bạn đã nắm được cái chỗ này chưa? Như vậy các bạn sẽ lưu ý giùm cô cái bảng này, mình nhớ đọc kỹ trong sách giáo trình giùm cô thêm. Có nghĩa là mình sẽ đề cập đến vấn đề là trước khi điều chỉnh, bản chất của nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái báo cáo tài chính. Và do vậy khi mà tôi tiến hành làm điều chỉnh thì tôi cần làm cái gì? Cứ nhớ khoản mục nào mà nó đang overstep thì mình sẽ điều chỉnh giảm, khoản mục nào đang understep thì điều chỉnh tăng. Nhớ giùm cô một cái nguyên lý của nó ha, nhớ giùm cô cái nguyên lý chỗ này. Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục một cái nội dung nữa là mình sẽ lập một cái bảng gọi là Adjusted Trial Balance, hay sau này các bạn đọc trong tài liệu á, thì người ta gọi đây là một cái bảng worksheet 6 cột ha, worksheet 6 cột, tức là một cái bảng nháp nha, nó không phải là báo cáo tài chính của mình mà nó chỉ là một cái công cụ hỗ trợ giúp cho các bạn check được các cái số liệu trình bày trên cái báo cáo, trên các cái cuốn sổ của mình đúng chưa, trước khi mình đưa lên các cái financial statement của doanh nghiệp. Bây giờ các bạn nhìn giùm cho cô một cái mẫu như thế này. Đây, đây là cái trial balance của công ty Fast Forward vào ngày 31 tháng 12 2019. Thì cho cô hỏi là trên màn hình của các bạn có thấy rõ không? Dạ lắm. Cái này cô cũng cất từ trong cái sách giáo trình của các bạn ra để cho các bạn thấy cho nó dễ hơn á. Có cần cô phải phóng lớn cái bảng này lên không cả đó? Bên kia các bạn thấy cái màu của cái bảng này, các bạn thấy rõ không? Rõ đúng không? Rồi. Rồi bây giờ cả lớp sẽ nghe cô hướng dẫn cái cách mà mình làm cái bảng này nha. Như vậy đã gọi nó là một cái trial balance, thì có nghĩa rằng trong cái bảng này các bạn sẽ phải thể hiện hết giùm cho cô tất cả các gọi là gì, cái account của doanh nghiệp. Và cái cách của mình trình bày giống như hôm bữa ở trong cái chương số 2 của các giới thiệu là gì, các bạn sẽ trình bày theo thứ tự là đi từ cái gì, asset, sau đó tới gì, liability, sau đó tới cái gì, capital, tới withdrawal, tới revenue, và cuối cùng mới là cái gì, cái expense. Tức là mình đi theo thứ tự từ trên xuống dưới cho cô ha. Tài sản, nợ phải trả, vốn, rút vốn, doanh thu và chi phí. Đó, đi theo thứ tự đó. Sau đó, bây giờ các bạn sẽ thấy giùm cho cô nào. Các bạn sẽ có một cái cột đầu tiên tiếp theo. Trong này, người ta gọi là cái cột gọi là gì đây? Unadjusted trial balance. Nhớ giùm cô, đây là gì? Bảng cân đối thử chưa điều chỉnh. Vậy thì bây giờ, cô hỏi các bạn nè, cái số liệu các bạn lấy ở đâu để các bạn điền vào cái cột Unadjusted Trial Balance? Các bạn lại sẽ lấy ở đâu? Nó có nghe. Các bạn lấy ở đâu để các bạn điền?
Như vậy mình sẽ nhớ lại là gì? Khi các bạn học xong cái chương số 2, có nghĩa là mình đi được cái bước phân tích nghiệp vụ. Từ việc phân tích nghiệp vụ, các bạn đưa vào trong sổ nhật ký. Sổ nhật ký là các bạn ghi định khoản debit credit, đúng không? Sau khi ghi định khoản xong, các bạn chuyển lên cái gì cho cô? Các cái T account, nhớ không? Từ các cái T account này, các bạn xác định được cho cô các cái balance, các cái ending balance của nó. Thì lúc bấy giờ, cái ending balance này, người ta sẽ gọi nó là cái unadjusted balance, tức là cái số dư chưa điều chỉnh. Và các bạn sẽ bưng nguyên cái bảng mà cuối cái chương số 2 mà các bạn ra được cái trial balance á, các bạn bỏ vào cái cột này, thì người ta gọi đó là unadjusted trial balance. Tức là mình lấy từ các cái nghiệp vụ kinh tế phát sinh được ghi vào trong sổ nhật ký, sau đó đưa lên tài khoản chữ T, tính số dư cuối kỳ của các tài khoản chữ T, và sau đó đưa số liệu đó vào trong cái cột unadjusted trial balance. Như vậy cả lớp đã hiểu được chỗ này chưa? Rồi, sau khi các bạn đưa vào thì cái nguyên tắc các bạn đưa vào thì cô cũng đã giới thiệu rồi. Mình luôn luôn mình có hai cột debit và credit. Do vậy các bạn phải căn cứ theo tùy bản chất của từng loại tài khoản. Tài khoản loại nào thì nó nằm số dư bên debit, tài khoản nào thì nó nằm số dư bên credit. Ok. Rồi, bây giờ mình mới nói tiếp tục tới một cái cột gọi là adjustment. Như vậy adjustment này nghĩa là gì cả lớp? Các bạn quan sát thử giùm cô, cái adjustment này là gì đây? Tức là adjustment người ta đang thể hiện cái gì? Cái gì? Cái bút toán điều chỉnh. Đúng rồi, chính xác. Đó là người ta sẽ thể hiện các cái bút toán điều chỉnh. Ha, người ta đưa nguyên luôn cả cái nghiệp vụ điều chỉnh vào trong cái trial balance. Và các bạn để ý giùm cô nha. Ví dụ như các bạn nhìn nhìn cho cô cái, để cô bôi cái chỗ này. Ví dụ như nghiệp vụ điều chỉnh A đi. Đây. A. Thì nó đang tương ứng với cái tài khoản gọi là gì đây? Prepaid insurance của mình. Đúng không? Rồi mình tìm tiếp tục cái A tiếp theo. Đây. Nó lại tương ứng với cái cột gọi là gì đây? Insurance expense. Đúng không? Như vậy có phải rằng khi mà họ viết như thế này, cái trong cái cột adjustment có nghĩa là một con số tôi sẽ viết ở hai hàng khác nhau và nó nằm trên hai cột khác nhau. Và đây là mình đưa bút toán điều chỉnh của mình vào. Và khi mình đưa vào các bạn sẽ thấy rất là rõ cái bút toán này mình đọc là gì? Debit insurance expense và credit cho cái khoản gì? Prepaid insurance. Đúng không cả lớp? Đúng chưa? Các bạn nhìn thấy vị trí chưa? Cái này là cột debit của cái insurance expense. Và cái này là gì đây? Credit của cái prepaid insurance. Đó, các bạn thấy rất là dễ. Đúng chưa? Như vậy có nghĩa rằng đơn giản ở cái cột adjustment là tôi bưng nguyên cái bút toán điều chỉnh bỏ vào trong này. Bút toán điều chỉnh tôi ghi debit gì, credit gì thì lên trên trial balance bỏ y chang vị trí như vậy. Như vậy cả lớp đã hiểu được chưa? Đó. Sau khi các bạn bỏ các cái nghiệp vụ điều chỉnh vào thì các bạn thấy là cuối đây các bạn cũng phải đi tính được total debit với total credit của nó phải bằng nhau. Ở trước này cũng phải tương tự bằng, đúng không? Rồi. Như vậy hai cột này các bạn xử lý xong thì bây giờ nó mới đi tới một cái cột cuối cùng, nó có tên gọi là gì đây? Adjusted trial balance, tức là bảng cân đối thử đã điều chỉnh, có nghĩa là cái con số sau khi điều chỉnh cuối cùng của doanh nghiệp mình có số dư là bao nhiêu. Thì ví dụ như các bạn nhìn nè, ở cái cash thì chắc chắn cash không bao giờ có adjustment được, tức là không bao giờ mình có điều chỉnh, đúng nhá. Rồi account receivable, đó các bạn thấy số dư lúc chưa điều chỉnh nó là không, trong kỳ mình có điều chỉnh nó là lên 1.800. Như vậy cái debit ở đây mình xác định được 1.800. Vậy thì các bạn có rút ra được một cái nguyên lý khi các bạn đi tính ở cái cột mà adjusted trial balance đó. Nguyên lý của nó là gì? Ví dụ như những cái tài khoản, những cái account nào mà nó là thuộc loại asset, đúng không? Thì lúc bấy giờ các bạn thấy nếu trong cái cột adjustment mà nó ghi bên debit thì mình sẽ cộng vào, mà nó ghi bên credit thì mình sẽ làm gì cho cô? Trừ ra. Nó đi theo đúng bản chất của tài sản, đúng không? Tài sản mà nếu phát sinh bên nợ thì tôi cộng, mà phát sinh bên có thì tôi trừ. Ngược lại,
Ví dụ như nếu như là nợ phải trả đi, ví dụ như các bạn nhìn thử cái khoản nợ một là ví dụ như là salary payable ở đây nè, đây. Như vậy các bạn thấy là salary payable, số dư đầu kỳ của nó, số dư chưa điều chỉnh của nó là bằng 0. Trong kỳ các bạn thấy nó phát sinh bên cột credit, như vậy cái này là phát sinh tăng của nợ phải trả. Thì như vậy cái adjusted trial balance sau khi điều chỉnh thì nó sẽ là phát sinh tăng và ghi bên credit là 201. Rồi. Bây giờ các bạn thử nghiền ngẫm thử cái này, coi thử là có thắc mắc gì không và cần cô giải đáp gì không. Cả lớp các bạn đã hiểu cái cách đưa vào trong cái bảng này chưa? Có thắc mắc, có vướng cái chỗ nào về cách mình đưa số liệu vào trong cái trial balance không? Các bạn nhớ là đôi khi cái bảng này người ta còn gọi nó là một cái worksheet 6 cột ha, 6 column. Tức là sau này ví dụ như trong một số các câu hỏi tình huống, họ không yêu cầu các bạn là hãy lập một cái gọi là trial balance, mà người ta yêu cầu là hãy lập một cái worksheet 6 column, có nghĩa là 6 cột. Thì nó là cái bảng này nè. Rồi trong chương số 4 tiếp theo, các bạn sẽ học một cái bảng gọi là worksheet 10 cột. Thì trong đó nó đã bao gồm hết 6 cột này. Và các bạn sẽ học thêm 4 cột tiếp theo nữa. Nó là cái gì? Các bạn sẽ thấy là kế toán nước ngoài họ làm kỹ lắm. Họ làm như thế này thì họ sẽ kiểm soát được cái số liệu của mình trình bày đúng hay sai. Đó. Do vậy, ví dụ như khi các bạn làm bài, các bạn đưa số liệu vào và các bạn phải đảm bảo rằng những cái total debit, những cái cặp mà total debit với credit ở mỗi cái này nó phải bằng nhau. Còn nếu như nó không bằng nhau, có nghĩa rằng các bạn đã bị sai. Đó. Thì sai thì các bạn phải đi gọi là gì đây? Sửa lỗi cho nó. Rồi như vậy cái này thì chắc chắn các bạn phải làm bài tập thì các bạn mới nhớ được, chứ còn mình nhìn không thì mình sẽ không nhớ, và bắt buộc các bạn phải xem lại lý thuyết cho cô ha. Rồi bây giờ mình sẽ vận dụng tiếp tục. Vậy thì sau khi các bạn có cái bảng gọi là adjusted trial balance thì mình sẽ dùng cái adjusted trial balance này mình sẽ đi lập các cái financial statement. Như vậy các bạn sẽ thấy là nó sẽ có các cái dữ liệu liên quan. Thì lúc bấy giờ những cái thông tin nào mà về revenue với là cái expense thì các bạn sẽ chuyển nó, các bạn lập cái gì đây cho cô? Income statement, đúng không? Rồi những cái thông tin về cái báo cáo tài chính thứ nhất, sau khi các bạn xác định ra được cái net income thì các bạn sẽ chuyển lên trên cái statement of owner equity, và mình sẽ sử dụng những cái thông tin về capital đầu kỳ, investment by owner trong kỳ, rồi withdrawal by owner. Đó, thì các bạn sẽ xác định tiếp tục được cái gọi là cái capital của doanh nghiệp vào thời điểm cuối kỳ và chuyển thông tin này lên cái balance sheet. Và balance sheet thì các bạn thấy là nó sẽ gồm có gì? Cash, gồm có asset, liability and equity, đúng không? Thì những cái này thì các bạn đã được học trong hai cái chương vừa rồi, thì mình sẽ xem cái cách trình bày của nó ha. Cái này thì dễ rồi, quan trọng cô nói học với các bạn là quan trọng nhất là các bạn làm sao giải quyết được tới cái bảng này, chứ còn từ cái bảng này mà các bạn đưa vào các cái financial statement nó rất là dễ, nó không khó, thực sự nó không khó. Nó khó nhất là các bạn ra được cái này nè. Đó. Như vậy cái này thì có trong cái slide của cô cũng đã có đưa cho các bạn, thì các bạn phải chịu khó các bạn đọc, các bạn xem ha. Rồi bây giờ mình còn một cái nội dung cuối cùng là mình sẽ đề cập đến cái lợi nhuận gộp và mình sẽ có nó ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động và dùng nó để phân tích cái hiệu quả hoạt động của công ty, đúng không? Đó. Thì các bạn chỉ cần nhớ giùm cho cô cái công thức về là gì, tỷ suất sinh lời của lợi nhuận thì sẽ bằng gì? Net income chia net sale. Đó, công thức của nó. Net income là gì biết rồi đúng không? Là xác định bằng cách lấy revenue trừ đi cái gì? Expense, đúng chưa? Còn net sale thì lấy bằng gì? Ai đoán thử giùm cô.
Cái next sale các bạn lấy gì? Next sale là bằng cái gì? Cái này học trong môn phân tích báo cáo rồi đó. À, trong môn gì ta? Chắc các bạn học phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp rồi đúng không? Hoặc là trong tài chính doanh nghiệp cũng có rồi. Bạn nào nói thử cô thử. Net income là chắc chắn là các bạn sẽ lấy total revenue trừ đi total expense, đúng không? Vậy thì net sale này của mình là bằng gì? Nói cô nghe. Net sale bằng gì? Net sale khác net income không? Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ cho giá vốn hàng bán đúng không cô? Đúng rồi, chính xác. Net sale đơn giản là thấy doanh thu bán hàng trừ đi giá vốn hàng bán, đúng không? Như vậy với cái mà gọi là gì? Tỷ suất sinh lời của lợi nhuận ở đây á, thì nó sẽ cho các bạn thấy được rằng với một đồng doanh thu bán hàng thì nó sẽ tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận cho doanh nghiệp mình. Đó, ý nghĩa của nó là như vậy. Rồi như vậy cái phần lý thuyết ngày hôm nay của mình thì tới đây là kết thúc, đúng không? Rồi bây giờ cho cô hỏi một chút là có bạn nào thắc mắc về cái nội dung của bài học ngày hôm nay của cô không? Ừ. Các bạn thấy nó có khó không? Chờ cô một chút. Mình sẽ đang nói ở chương số 3. Rồi bây giờ các bạn có thắc mắc thì cứ hỏi ha. Cô yêu cầu các bạn sẽ chuẩn bị cho cô những cái bài tập sau. Ví dụ như những cái lý thuyết mới này các bạn có thể đọc trong cái cuốn sách này. Cô cũng lấy từ trong sách ra, họ viết rất là kỹ ha. Thì nó sẽ to rõ hơn thì các bạn đọc giùm cho cô nha. Rồi bây giờ mình sẽ có những cái ví dụ. Ví dụ như các bạn đọc cái phần mà ở trang 18 trong cái PDF á, thì họ có đưa cho các bạn một cái ví dụ về những cái bút toán điều chỉnh. Thì các bạn nên đọc ở đây để các bạn có cái cách họ giải quyết cái solution đối với các cái case study này như thế nào. Thì mình đọc, mình tham khảo thêm giúp cô. Rồi, cái cách họ đưa lên các cái T-account nè, rồi sau đó là họ đi phân tích nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái net income, cái total asset hay là total liability hay là equity của các bạn đó. Nó rất là kỹ ha. Rồi cái cách họ đưa lên cái adjusted trial balance ra sao, và cuối cùng là họ đưa lên các cái financial statement. Thì các bạn sẽ có cái ví dụ này, nếu hôm nay cô có nói là các bạn đọc ở trang số 18, các bạn gõ trên cái file PDF á, các bạn gõ cái chữ 18-44 thì các bạn sẽ ra được cái một cái bài tập ví dụ mẫu về cái phần chương này của mình ha. Các bạn đọc thêm, tham khảo thêm giúp cô. Rồi như vậy bây giờ mình sẽ có một loạt các cái bài tập của nó. Ví dụ như trong phần multi choice các bạn tập làm quen thử cái cách họ hỏi này. Ví dụ như họ cũng hỏi các bạn, à một cái nghiệp vụ này nó xảy ra thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái financial statement của mình. Đó, tức là nó understep hay là overstep, nhưng mà nó lại hỏi về cái cách income thì mình tự mình suy luận thử coi mình giải quyết cái tình huống này được không. Rồi cái cách mà họ làm những cái bút toán điều chỉnh, họ đặt ra những cái câu hỏi và yêu cầu mình tìm cái đáp án đúng đó, thì mình tập mình làm quen ha. Rồi bây giờ về những cái quiz study ở đây, các bạn lưu ý cho cô thì các bạn cố gắng là những cái khay nhỏ nhỏ như thế này thì mình làm ha, mình nên lên tập làm, tức là làm rất là nhanh. Rồi những cái quiz study ví dụ như là 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 đó, đây 3.11, 3.12 thì đây là người ta đang nêu ra những cái trường hợp cho từng loại bút toán điều chỉnh. Như vậy cô khuyến khích các bạn nên tập làm những cái bài tập nhỏ này, và mình cũng không cần phải nhất thiết phải làm theo step 1, 3, 4 gì đó, đúng không? Mình không cần làm theo các bước, mình chỉ cần đọc tình huống, viết giùm cô bút toán điều chỉnh, ok? Đó là cái cô cần nha. Như vậy nó dài cho tới cái 3.10 rồi. Bây giờ ít nhất là tới 3.16 lận, 3.15. Ít nhất á, từ 3.3 mà đến 3.15 đó là các cái dạng bài của nó. Thì các bạn nên làm giùm cho cô. Rồi, bây giờ các bạn sẽ thấy là ở cái bài tập 3.19 thì người ta cho sẵn yêu cầu các bạn làm các cái financial statement thì nó dễ rồi,
Ok, rồi bây giờ cô muốn các bạn làm cho cô những cái bài tập sau, ví dụ như là exercise 3.1 là mình coi thử là nó bút toán này thì nó tương ứng với lại là nghiệp vụ điều chỉnh nào, vân vân, đúng không? Rồi 3.5 này, 3.6 này, những cái bài này thì như là bài ngắn các bạn phải cố gắng các bạn làm cho cô nha. Rồi 3.7 nè, nó 3.8, ui rất là nhiều luôn á, chương này rất là nhiều bài tập và mình sẽ không có quá nhiều thời gian để sửa nên các bạn cố gắng làm. Rồi đây là những cái bài tập lớn mà có thể là cô sẽ sửa trên lớp. Thì bây giờ giao như thế này, 1A thì dễ lắm, các bạn làm 3.1A, problem 3.1A, problem 3.2A, các bạn sẽ chuẩn bị bữa sau sửa cho cô ha. Tất cả các nhóm đều phải làm ra nha. 3.2A, 3.3A, 3.1, 3.2, 3.3. Rồi, 3.4 thì nhanh, 3.4 thì nhìn vào đây đón bút toán điều chỉnh cho cô, bài tập ngược thôi. Rồi, 3.5. Rồi, được chưa? Cái đó nghe rõ chưa? 3.5 problem mà bữa sau các bạn phải trình chiếu cho cô là các cái bài tập trong exercise và các bài tập của problem 3.1A cho tới 3.4A. Rồi, các bạn ghi nốt lại giùm cô nha. Đó là những bài tập cô giao cho lớp. Cô, cái problem là bài tập nhóm, còn exercise là bài tập cá nhân hả cô? Không, tất cả các bạn đều phải tự làm. Tại vì bài tập nhóm bữa sau cô đưa cho lớp sẽ là một cái bài tập tình huống khác nữa. Các bạn sẽ làm và nộp trên hệ thống ha. Còn những cái bài này là cái bài mà giống như hôm bữa cái tiết sửa bài tập tuần trước á, là cô yêu cầu mỗi nhóm đều phải chiếu được cái bài của mình làm thì cô mới sửa cái bài tập đó. Được không? Cái đó hiểu chưa? Có nghĩa là các bạn phải làm thì các bạn mới nhớ được cái từ vựng tiếng Anh. Bởi vì làm gì? Sau này khi các bạn thi kết thúc môn của cô, dĩ nhiên ngoài cái phần trắc nghiệm, các bạn vẫn có một cái phần là các bạn làm bài tập bằng tiếng Anh để nộp cho cô trên hệ thống luôn. Nhớ nha, mình có thi tự luận. Mình là hình thức là vừa trắc nghiệm vừa tự luận. Nha. Rồi, cả lớp lưu ý được không các bạn? Ok. Rồi, như vậy nhớ phải làm bài tập thì bữa sau không được than nhiều. Ví dụ như một nhóm các bạn khoảng 7 bạn đi thì mỗi bạn làm một bài, sau đó mình gộp lại thành một cái file và mình sẽ ngồi mình trao đổi, mình thảo luận với nhau thì mình sẽ thấy là nó rất là nhanh nó, chứ không phải là một mình tôi mà làm 7 bài thì nó, các bạn than là nó rất là nhiều. Mình phải có cái cách mình học nhóm, mình chia ra, ví dụ như bài này mình làm, bài khác bạn làm, sau đó một bạn đứng ra thủ lĩnh của nhóm, các bạn tập hợp lại. Sau đó mình sẽ gửi chung cho tất cả các bạn mình bài đó và mình coi thử như vậy bạn mình làm như thế này nó đúng chưa, thì mình sẽ có thời gian mình nhìn lại và mình biết được cái lỗi của mình là như thế nào thì mình sẽ khắc phục nó rất là tốt ha. Rồi, ok, như vậy buổi học sau thì các bạn nhìn trên lịch, nếu như cô nhớ không lầm là nó là một cái buổi lý thuyết tiếp theo nữa, rồi sau đó